Mở đầu phim là cảnh một chàng trai đang bắn súng rất ác liệt với một đám robot, đó là nam chính Lục Cảnh, một streamer game nổi tiếng với nickname Herman. Nữ chính Lương Thần đang dự lễ trao giải, cô và đối thủ Mạnh Lam Chi đều được đề cử hai giải thưởng lớn là nữ ca sĩ xuất sắc nhất và ca sĩ của năm. Mạnh Lam Chi khịa Lương Thần rằng cô may mắn thì nhận được giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất, không ngờ lại đúng như kết quả công bố. Cô ta bày đặt ôm Lương Thần chúc mừng như thân nhau lắm. Lương Thần đang phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng thì điện thoại của mọi người nhận được tin đồn, sắc mặt cô biến đổi liền mau chóng kết thúc phát biểu rồi đi xuống. Chị tình quản lý của cô nói bạn trai của cô bị phát hiện khi ở cùng Mạnh Lam Chi, có người chụp lại và đăng báo. Lục Cảnh bị bất tỉnh khi bắn nổ thùng dầu để tiêu diệt một đám robot bao vây, Khoai Môn phải vào ứng cứu. Mạnh Lam Chi lên mặt nói với Lương Thần, cô ta sẽ lấy cả giải cả người với thái độ rất tự tin. Lúc công bố giải cô ta còn đứng dậy chuẩn bị sẵn sàng mà ai có ngờ Lương Thần lại ẵm luôn giải này. Ôi con sông quê. Lục Cảnh chơi game xong thì liền vào xem lễ trao giải của idol, đúng lúc Lương Thần đang được trao giải danh giá nhất. Cô phát biểu đá xoáy tên tiểu tam Mạnh Lam Chi, cảm ơn ai đó đã lấy đi thứ cô không cần. À ta cay không làm gì được. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Lục Cảnh thấy Lương Thần ngồi buồn bã khóc nên anh tới đưa khăn giấy cho cô. Thấy cậu cũng thở dài nên cô hỏi han thì biết cậu thi đạt kết quả không được tốt. Tưởng đâu là thi rớt, hóa ra là buồn vì không đứng hạng nhất toàn thành. Lương Thần lúc đó buồn vì không thể đứng hát trên sân khấu nhưng ngại Lục Cảnh là người lạ nên không chia sẻ. Lúc anh rời đi cô ngân nga một đoạn, anh chàng đứng từ phía xa vỗ tay khen cô hát hay khiến cô vui hẳn lên. Tin Lương Thần bị bạn trai cắm sừng được các bạn cùng phòng bàn tán, Lục Cảnh nghe được liền bỏ ra ngoài đi mua đồ uống. Trợ lý của Lương Thần thấy anh lựa đúng loại nước cô thích uống nên vội chạy ra xe khoe có người thẩm được cái vị lạnh lùng này giống Lương Thần. Bạn trai của Lương Thần gọi điện nhờ cô thanh minh rằng hai người đã chia tay trước đó, cô liền đăng bài lên trang cá nhân rồi tắt nguồn điện thoại luôn. Gia Vận biết được tin tức tốc lái xe quay về trong đêm. Sáng sớm anh tới nhà Lương Thần nhưng không dám gõ cửa, chỉ gọi điện hỏi han cô vì sợ làm phiền cô. Lục Cảnh thường xuyên tặng mọi người bài xuôi gió của Lương Thần trên livestream nên bài hát bỗng nổi lên xu hướng, Kha Kha thấy vậy mà hớn hở khoe vội cho Lương Thần. Lương Thần nhận được hợp đồng quảng cáo cho game Tâm Hồn Tươi Đẹp, cô vào mày mò cách chơi và nhờ Khoai Môn dạy cho thao tác cơ bản. Ông anh ngồi cả buổi mà bất lực với cô cam này khi liên tục lao vào mấy pha khó đỡ cản không nổi. Khoai Môn kêu cô em vào tìm Lương Thần mở bài xuôi gió tặng cho cô làm cô phải thốt lên tôn bất úc, ông nội nhà anh. Khoai Môn tìm Gia Vận ra cùng đốt pháo hoa với đôi mắt gấu trúc thâm quầng, thực ra là anh muốn được đi đóng phim nên mới nhờ Gia Vận nói giúp. Lục Cảnh đang dọn đồ chuẩn bị về nhà bà thì bạn anh tới nói có nhiều cô gái xin WeChat của anh. Vì thấy phiền nên anh giao điện thoại cho Lưu Nhị xử lý, nào ngờ bị đổi tên thành anh chàng dạy gái vui tươi, giờ muốn đổi lại tên cũng không được, phải đợi một tháng nữa. Lương Thần gọi cho Khoai Môn rủ chơi game nhưng anh không bắt máy, cô chạy hẳn tới nhà anh nhờ giúp nhưng anh lại đang xếp đồ chuẩn bị đi xa quay phim. Khoai Môn nói sẽ giúp Lương Thần tìm cao thủ để kéo cô lên. Lục Cảnh đi thang máy lên tầng 5, đúng lúc đó Lương Thần lại đang ở tầng 5 chuẩn bị đi xuống. Cửa thang máy mở ra hai người chạm mặt nhau. Lục Cảnh và Lương Thần lướt qua nhau, bỗng điện thoại của Lục Cảnh vang lên khiến Lương Thần ngạc nhiên nhìn vào điện thoại của mình. Lúc anh quay lại nhìn cô thì cửa thang máy đã đóng. Khoai Môn gọi Lục Cảnh lại nhờ vả kéo hộ anh một người bạn là con gái một tháng trên game, sau khi Lục Cảnh đồng ý là anh gọi báo cho Lương Thần ngay. Khoai Môn gửi WeChat của Lục Cảnh cho Lương Thần nhưng cô thấy cái tên WeChat chàng dạy gái vui tươi liền nói không phải người đàng hoàng nên không kết bạn. Khoai Môn nói cậu ấy học lực và hạnh kiểm tốt nên cô mới yên tâm kết bạn nhắn tin nhờ kéo game. Lưu Nhị đang nhắc tới chuyện Lục Cảnh đổi tên WeChat là không thấy cô gái nào kết bạn, đúng lúc Lương Thần gửi lời mời tới. Lục Cảnh thích Lương Thần tới mức mà chỉ cần nghe tiếng cười của cô trên video cũng biết. Lục Cảnh mời Lương Thần vào phòng game, cô không có tài khoản nên anh phải đợi một lúc, thấy bạn bè anh nói trêu chọc như cô là gánh nặng cô có vẻ tức giận nhưng vẫn vào chơi. Lục Cảnh thì ra sức bắn, cô nàng ra sức núp, còn kéo anh núp theo, chê áo giáp xấu không chịu mặc. Lục Cảnh một tay ngầu lòi bắn sạch đám robot đuổi theo, chỉ nghe tiếng chân cũng xác định được vị trí để tiêu diệt. Lương Thần mải mê nhặt đồ bị robot bắn chết, chơi lại lần nữa thì ném nhầm khói thành bom khiến Lục Cảnh bất lực. Đúng lúc chỗ Lục Cảnh mất điện nên mất tín hiệu, cô còn tưởng vì mình chơi gà quá nên anh chạy mất. Anh nhắn cho cô nói do bị rớt mạng khiến cô an tâm hơn. Tưởng đâu Khoai Môn đi đóng phim oai lắm, hóa ra chỉ làm diễn viên quần chúng ở một nơi khỉ ho có gái, tuy nhiên vẫn đăng ảnh lên WeChat khoe mình bận rộn. Lục Cảnh đi học được rất nhiều cô gái để ý tới, còn có cả con trai ghen tị với sức hút đó mà bắt chước cách ăn mặc của anh. Lương Thần đang bị mất cảm giác với âm nhạc, cô khó chọn lựa bài hát để ra album nên tới Đại học Nam Trạch tìm cảm hứng. Lục Cảnh bị bạn kéo đến câu lạc bộ âm nhạc để làm trò hề mà đâu có ngờ anh đây kéo violon siêu nghệ. Lương Thần nghe thấy giai điệu thân quen này tò mò đi tới mở cửa đứng ngắm nhìn. Lương Thần đang định bước vào trong để xem Lục Cảnh kéo violon thì giáo sư Tần trông thấy cô nên gọi cô tới văn phòng trường nói chuyện.
thầy bí thư đoàn trường thấy cô liền xin chụp kiểu ảnh đăng lên trang trường kéo tương tác. Sinh viên thấy vậy liền kéo tới tìm cô rất đông. Cô Tầm thấy tin nhắn của Cam gửi tới nói hẹn chơi game vào bữa khác nên anh đang định bấm trả lời, nghe tin Lương Thần tới trường nên anh cũng đi tìm. Lương Thần đi cửa sau lên ô tô tránh bị phát hiện, không ngờ lại chạm mắt với Lục Cảnh. Anh dai mải ngắm crush mà bấm nguyên hàng số 1 gửi cho Cam. Lương Thần thấy vậy nên thắc mắc với Kha Kha thì được giải đáp là đó như sự đồng ý. Khoai Môn đi đóng phim mà phải tắm nước lạnh giữa mùa đông buốt giá ở nơi khỉ ho có gáy. Đúng lúc đang bết bát thì gặp bạn diễn nữ Mã Sơn Sơn nên anh ngại bỏ chạy. Lương Thần không có cảm hứng sáng tác nên vào game chơi mà toàn thua. Cô nhắn với Lục Cảnh khoe nhặt được đồ, anh rủ cô vào game chơi. Thấy các người chơi khác cứ liên tục gọi Lục Cảnh là Herman rồi phấn khích, Lương Thần còn ngơ ngơ thắc mắc Herman là cái gì, lúc sau mới biết anh là fan của mình, còn khiến bài xuôi gió lên hot search. Lục Cảnh sĩ diện khoe lái xe đưa Cam đi chiêm ngưỡng, kết quả lật xe bị anh em cười vào mặt. Cũng may tìm được mộ cổ vớt vát chút sĩ diện. Kéo theo một cục tạ bên mình nhưng Lục Cảnh vẫn một tay tiêu diệt được robot. Chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng, hai đồng động đã chết nên Lương Thần phải phối hợp ăn ý với Lục Cảnh. Cuối cùng hai người hoàn thành thử thách, Lục Cảnh đem vật phẩm nhận được đưa cô nàng đi ngắm pháo hoa. Cô nàng vui mừng vội chụp lại chiến tích khoe trên trang cá nhân. Lương Thần đang tập thể dục thì Kha Kha đã xếp đồ sẵn đưa cô đi quay chương trình để tránh gặp mặt Mạnh Lam Chi. Cô nàng xuất hiện ngầu lòi đang vui mừng vì tin nhắn của Lục Cảnh thì đụng mặt tên người yêu cũ. Hắn ta van xin cô giúp đỡ, thản nhiên nói xấu người yêu mới trước mặt mọi người khiến xung quanh trở nên ồn ào. Gia Vận chính là người đẩy hắn ta vào con đường này để dằn mặt giúp Lương Thần. Lương Thần thấy người ta xem livestream của Herman thì ngó đầu vào xem rồi hết lời khen ngợi. Không ngờ cậu bạn đầu xu đó lại quen biết Lục Cảnh nên gọi điện kể lại ngay, còn rủ livestream cùng. Khoai Môn đang mon men tới gần Mã Sơn Sơn muốn bắt chuyện làm quen nhưng bị đạo diễn cản ngang. Gia Vận rủ Lương Thần đi ăn, cũng là nhà hàng mà Lục Cảnh hẹn ông bà dùng bữa. Anh gặp cô mà ngơ ra một lúc, còn nói với ông bà là mình vừa gặp người mà mình thích. Lục Cảnh nhặt được bông tai của Lương Thần nên cầm ô đi tìm cô để trả lại. Lúc anh gọi cô, chưa kịp quay lại nhìn nhau thì Gia Vận xuất hiện nhận đó là bông tai của bạn mình. Lương Thần có lẽ cảm thấy anh chàng này quen quen nên nhìn theo một chút, Gia Vận thấy trời mưa lớn nên mới hối cô vào trong xe. Lương Thần rủ Lục Cảnh cùng chơi game nhưng anh lại đang bận livestream. Cô tò mò vào xem thì bị anh nhắc tên trên live trêu chọc. Cô nàng tức quá tự vào game chơi một mình, mới bắn chết một mạng mà đã vội chụp ảnh khoe. Lục Cảnh lướt qua cũng biết có robot phía sau lưng cô, chưa kịp xử lý cô đã bị bắn chết. Tắt live là Lục Cảnh nhắn rủ Lương Thần vào game luôn. Nghe giọng anh rất giống giọng của anh chàng trả bông tai cho cô nên cô tò mò hỏi ảnh đối chiếu mà anh không cho. Hai người lại còn biết thêm thông tin là học chung trường Đại học Nam Kinh, cô khóa trên anh khóa dưới. Hai người lại cùng làm nhiệm vụ, hộp nhỏ vẫn cục tạ như ngày đầu để một mình Lục Cảnh gánh vác hết. Đang gay cấn thì bà vào nên Lục Cảnh vội chuyển sang trang khác. Lương Thần thấy anh đơ ra cứ chạy tới gọi, nghe giọng con gái phát ra từ tai nghe bà của Lục Cảnh còn thắc mắc. May mà lúc robot kéo tới anh vào kịp xử lý. Có vẻ hai người càng ngày càng thân thiết hơn rồi. Ông bà của Lục Cảnh ở ngoài cửa nghe lén anh nói chuyện với cô gái nào đó nên có chút tò mò không biết cháu mình có tán gái giống ông bà thời xưa. Lục Cảnh bày đặt làm mẫu cho Lương Thần mà nhảy phát nào ngã sụng nụ phát đó. Cô nàng tìm được lỗ gió bảo anh chui vào nhưng anh không chịu, kết cục thì nhảy mãi không qua đành chui vào lỗ gió theo cô nàng. Lương Thần chơi game với Lục Cảnh luôn cảm thấy vui vẻ, cô đang nằm mà cảm hứng sáng tác ùa tới nên bật dậy làm nhạc ngay. Khoai Môn lúng túng khi đóng cảnh hôn, anh đánh liều hôn cô khiến đạo diễn rất ưng ý nhưng Mã Sơn Sơn lại tỏ vẻ khó chịu. Lục Cảnh nghe tin Lương Thần sẽ tới buổi biểu diễn ở trường nên mừng thầm, còn chọc anh bạn hay bắt chước mình là sẽ ghi danh đăng ký tham gia văn nghệ. Lương Thần nghĩ tới những khoảnh khắc vui vẻ khi chơi game với Lục Cảnh rồi cười ngây người ra. Cô đưa cho ban nhạc bài hát mình mới sáng tác tối qua để chơi thử, ai ngờ lại được khen rất nhiều. Gia Vận rủ Lương Thần tham gia lễ hội âm nhạc tư nhân, nghe cô hứng thú với ban nhạc cá mặn nên anh đã lập tức bảo trợ lý liên lạc với ban nhạc đó. Đại Thuấn rủ Lục Cảnh cùng tham gia lễ hội âm nhạc, ban đầu anh không đi nhưng thấy bạn nài nỉ nên cũng đồng ý. Gia Vận đợi Lương Thần với bó hoa trên tay nhưng không ngờ cô lại bị dị ứng phấn hoa nên anh chỉ đành đem tặng lại một bạn nhỏ. Lục Cảnh mặc vest đẹp trai người người mà lại bị bạn trêu là đi bán bảo hiểm. Trong bữa tiệc anh vô tình đeo mặt nạ giống với Gia Vận nên bị Lương Thần nhận nhầm, còn kéo tay anh ra sân khấu cùng nhảy. Hai người cùng phối hợp nhảy múa rất vui, còn nhìn vào mắt nhau say đắm nhưng lúc này Gia Vận xuất hiện kéo Lương Thần ra. Cô nàng uống say đi suýt ngã, Gia Vận đỡ cô lại nhưng không dám đụng chạm vào cô. Anh nhớ lại hồi trước khi mình đóng phim được ít người xem thì cô lại hết lòng khen ngợi. Chắc có lẽ cũng vì đó mà thầm thương cô nàng. Lục Cảnh quay về bị bạn cùng phòng trách là đi uống rượu không rủ nên anh lại uống bia cùng mọi người. Lương Thần vì say quá nên đã chụp ảnh mình đăng lên WeChat phụ. Hôm sau Lục Cảnh ngủ dậy, xem được tấm ảnh mờ mờ mà giật mình.
Anh đang nhớ lại cô gái váy đỏ tối qua cùng mình nhảy ở bữa tiệc thì Lương Thần bỗng xóa mất tấm hình nên anh không chắc mình có nhìn nhầm không. Lương Thần bị hỏi tới chuyện tối qua tham dự lễ hội âm nhạc với Gia Vận, dù bị gán ghép nhưng cô lập tức vạch rõ ranh giới ngay. Lục Cảnh cứ suy nghĩ mãi về tấm hình đó, nghe nói trong game có sự kiện đổi quà anh nghĩ tới Cam rồi cười tủm tỉm. Lương Thần đi công tác thấy người ta trang trí những chiếc dương liền chụp lại gửi cho Lục Cảnh xem. Lục Cảnh giờ đây rất thích chơi game với Hộp Tinh, còn nói nhờ cô mà tăng độ khó cho nhiệm vụ. Thấy bạn xin ID của cô nàng để chơi cùng mà vội cất đi ngay, không nỡ cho. Lục Cảnh gửi tin nhắn thoại cho Lương Thần, cô vội lấy tai nghe sợ bị chị Tình và Kha Kha nghe được. Thấy cô nhắn không nghe được anh nói gì là anh dai ra chỗ khác gửi lại ngay. Nghe được giọng của Lục Cảnh một cái là Lương Thần cười tươi rói. Lương Thần nhận được đoạn voice từ bạn cùng chơi trong game bảo mình bận ở Thượng Hải không thể lên mạng chơi game được. Buổi tối bạn cùng phòng của anh về biết anh đã làm xong nghiên cứu còn không kéo Hột Tinh thì nịnh nọt để anh chơi game cùng mọi người. Chu Châu cùng bạn cùng phòng mở hòm quay trong game nhưng đều không nhận được gì. Mưa on hit vận may của Lục Cảnh ngờ đâu đến anh, một hình tượng nhân vật 1m9 lại quay trúng một chiếc váy. Lương Thần phân vân không biết nên hát bài nào trên sân khấu, hỏi trợ lý thì nhận được trả lời hát bài mà fan thích. Cô liền nhắn tin cho Mỹ Cảnh hỏi anh thích bài nào của mình, anh bảo mình đều thích nhưng thứ anh mong chờ là một bài hát mới. Lương Thần nghe xong liền bắt tay vào cải biên một bài hát mới nhưng có vẻ không dễ dàng đến như vậy. Hôm sau cô nhắn xin địa chỉ của anh để gửi vài món đồ, trùng hợp anh cũng ở khu ký túc xá khi xưa của cô. Cô kể cho anh về ký túc xá số 8 của mình, về căn phòng mình đã từng ở lại không ngờ ngay chính vị trí khi xưa cô từng nằm bây giờ Lục Cảnh lại là ngu oi sử dụng nó. Chu Châu tìm anh xin chiếc váy anh quay ngày hôm qua cho mình, Lục Cảnh bảo quà thì tự quay mới có ý nghĩa. Bạn cùng phòng thấy Lục Cảnh dạo này suốt ngày cầm điện thoại để xem, nói có phải anh chơi cổ phiếu hay không. Chu Châu nhìn bạn cùng phòng bằng ánh mắt bất lực rồi rời đi. Lương Thần đọc chứng minh thư của mọi người xem video trình duyệt sân khấu của cô chia thành hai phe, một phe ủng hộ còn một bên thì chê cô không hợp phong cách nhạc rock. Quản lý Tình nghe cô chắc chắn mình muốn đa dạng phong cách thì hậu thuẫn phía sau cho Lương Thần. Lục Cảnh nghiên cứu về robot, xem xong thử nghiệm nhắn tin cho Hộp Tinh thì cảm nhận được cô không vui, gửi meme giúp cô có thể thoải mái hơn, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, nếu không được thì tạm thời từ bỏ đi. Lương Thần ở trên sân khấu nghĩ đến những lời nhận xét tiêu cực trên mạng, hát bản gốc như lúc đầu đã sắp xếp, quản lý Tình cảm thấy hơi thất vọng khi cô không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Chu Châu biết Lục Cảnh yêu thích Lương Thần nên mang vé fan meeting đến khoe với anh, nhưng hôm đấy lại có cuộc thi data mining. Lục Cảnh dọa nếu anh dám đi một mình thì sau này tự ôn thi cuối kỳ. Lương Thần thấy điện thoại mình không thể nhận được Face ID, nhập mật khẩu sinh nhật của mình thấy màn hình khác mọi ngày. Lúc sau mới biết là điện thoại của Gia Vận, hỏi Trúc Quang biết được sinh nhật của Gia Vận là ngày khác, không hiểu sao lại đặt mật khẩu là sinh nhật cô. Lương Thần nhắn tin hỏi về vấn đề đặt sinh nhật người khác làm mật khẩu, nghe xong anh thắc mắc có phải ai đó đặt mật khẩu sinh nhật của cô không nhưng Lương Thần bảo là bạn của mình hỏi. Lương Thần đói bụng muốn nhắn cho Lục Cảnh nhưng mãi không thấy anh trả lời thì bảo Kha Kha đi mua thức ăn ngoài cho mình, dặn dò trợ lý dọn dẹp thật sạch đừng để quản lý Tình biết được. Lục Cảnh thấy tin nhắn của Hộp Tinh vội chạy về ký túc xá, thấy cô không online nên gọi điện cho cô nhưng không biết Lương Thần bị bắt gặp ăn xiên nướng khi lúc nãy bảo bị đau bụng không ăn được. Lục Cảnh muốn hỏi khi nào thì cô về lại không muốn hỏi trực tiếp, gửi mốt về thời tiết anh làm thử cho cô xem dặn dò tuần sau trời mưa to, biết được ngày mai cô sẽ về thì mừng thầm trong lòng. Gia Vận hỏi Trúc Quang rằng Lương Thần có nói gì với anh không, Trúc Quang bảo cô hỏi về sinh nhật của sếp mình lúc anh lấy điện thoại. Chu Châu nhờ Lục Cảnh viết cốt giúp mình tiện bảo mình đói muốn ăn tôm hùm đất, Lục Cảnh cũng đói bụng thì bốn người trong phòng đi ăn. Lúc ăn tình cờ thấy, muốn thi lột vỏ tôm với Lục Cảnh, mọi người trong ký túc xá biết Lục Cảnh không dễ chơi như vậy. Kết quả thành phẩm đều bị Lục Cảnh gói về. Lương Thần nhắn tin cho anh hẹn Lương Thần 10 phút rồi chạy về ký túc xá. Vừa vào game anh bán cho cô chiếc váy mình đã vay với giá 1 đồng, Lương Thần mỗi lần gửi cho anh 0,1 tệ. Cả hai cùng chơi game, anh chịu trách nhiệm giết địch còn Lương Thần phụ trách lấy trang bị, anh bảo khu vực này là của hai người, vừa dứt lời đã bị kẻ địch ném bom chết cả hai người. Lục Cảnh nói chắc mình ăn quá nhiều tôm hùm đất, hẹn cô có thời gian sẽ rủ cô đi ăn nhưng cô không đồng ý. Thấy Lục Cảnh buồn rầu, robot mini do anh sáng chế chạy lại an ủi anh. Bạn cùng phòng về tra hỏi thông tin về cô gái Lục Cảnh đang quen là ai, vì sao đến tôm hùm đất mà Lục Cảnh lại bỏ về được. Lương Thần nghĩ lại lời nói mình đã nói với anh ở trong game, vừa viết địa chỉ gửi hàng cho Lục Cảnh thì nhận được điện thoại của Gia Vận. Trúc Quang thắc mắc với Gia Vận tại sao mình có thể nhìn ra được là sếp mình thích cô nhưng Lương Thần lại không nhìn ra được. Tôn Bân Úc biết được Mã Lão Sư đóng phim cùng mình bị trẹo chân, sẵn tiện anh đang có một cái chân giò liền mang lên cho cô. Cô không cần liền đóng cửa đuổi anh đi. Lương Thần hỏi Kha Kha mình đâu phải đi nghỉ dưỡng cần gì mang nhiều váy như vậy nhưng trợ lý bảo biết đâu cô sẽ tìm được một anh chàng soái ca ở đây.
Còn về Lục Cảnh nhìn Chu Châu xếp áo quần để dự fan meeting của Lương Thần, nhưng không thấy một quyển sách nào thì tự lấy bỏ vào cho Chu Châu. Gia Vận nhờ Lương Thần giúp mình chọn vòng cổ muốn tặng cho người khác, lúc đầu nghe cô hỏi anh muốn tặng ai, nghe anh nói tặng dịp sinh nhật cho mẹ mới thả lỏng chọn cho anh. Chu Châu nhận được điện thoại của nhân viên bán vé máy bay đi Quảng Châu báo rằng hai vé phổ thông anh đặt chủ còn một chỗ, sẽ miễn phí nâng cấp vé hạng nhất. Chu Châu hỏi Lục Cảnh đã ngồi khoang hạng nhất bao giờ chưa. Trên máy bay, Lục Cảnh không tìm thấy tai nghe của mình qua chỗ Chu Châu để tìm, không ngờ gặp được Lương Thần. Càng trùng hợp hơn mỗi lần anh nhắn tin cho Hộp Tinh thì điện thoại Lương Thần đúng lúc reo lên. Anh muốn nhắn lại kiểm chứng nhưng cô đã tắt âm thanh, vừa lúc mẹ Lương Thần nhắn tin cho cô nên anh vừa nghi ngờ vừa không tin được. Đến lúc đi ngang qua cô, anh thử gọi tên ID trong game nhưng Lương Thần không nghe được. Tôn Bân Úc mua bánh kem đến muốn mừng đóng máy chị Mã nhưng không biết cô đã trả phòng rời đi. Đạo diễn Hà biết trước nên thấy anh hụt hẫng thì vui vẻ giành lấy bánh kem. Lục Cảnh và Chu Châu đến điền giấy dự thi Data Mining, trùng hợp đây chính là nơi ngày mai sẽ tổ chức fan meeting nhưng đến lúc quay lại thì đã bị banner che mất. Cả hai đi tham quan thấy được cuộc thi ăn miễn phí chiến thắng còn nhận được quà. Lục Cảnh thấy con gấu bông rất dễ thương, chắc chắn Hộp Tinh sẽ thích, liền đồng ý tham gia, không ngờ đến lúc ăn lại chính là sầu tiên nướng. Cả hai ăn nhiều đến mức nhìn thấy là muốn nôn. Lục Cảnh rất thích con búp bê hình robot mini, quyết tâm chạy đến xin chị nhân viên nhưng cô bảo hai người quá thời gian quy định nên không thể tặng được. Nhưng Lục Cảnh làm sao có thể bỏ qua, dùng Mỹ Nam kế để giành lấy con gấu bông. Mã Sơn Sơn tham gia Showtime đến phần giao lưu MC mời một khán giả lên bế cô nhưng không ai chịu lên, Tôn Bân Úc đến xem cô xung phong lên sân khấu. Lương Thần đi ngang hỏi thư ký của mình tại sao Tôn Bân Úc lại ở đây. Cái kết cho việc sĩ diện quá cao nên bây giờ Tôn Bân Úc vừa chống eo vừa đi, gặp thư ký của Mã Sơn Sơn đến nói cho anh quần của anh đã bị rách rồi. Đang xấu hổ muốn ngất thì nhận điện thoại của Lương Thần. Anh nói dối bảo mình đang quay phim tín hiệu kém không nghe được. Lương Thần chạy xe đến bắt quả tang anh muốn đi nhờ xe của cô nhưng Lương Thần bảo tài xế lái xe đi để anh bơ vơ đi bộ đến sân bay. Lục Cảnh gửi hình gấu bông sang cho Hộp Tinh, nghe Chu Châu hỏi thông tin về Hộp Tinh nhưng Lục Cảnh không biết bất cứ tin gì về cô. Chu Châu nói có khi nào là đàn ông hay không, nếu không tại sao lại dùng máy đổi giọng. Lục Cảnh nhận được album của Lương Thần do Hộp Tinh tặng, còn là hàng không bán, anh gọi điện cho Đại Thuấn hỏi làm cách nào để có album nội bộ của ca sĩ. Nhận được 3 loại, nhân viên của ca sĩ, người bên cạnh ca sĩ và chính bản thân ca sĩ. Lục Cảnh nhớ lại lúc ở trên máy bay gặp được Lương Thần, bên cạnh đó Lương Thần đã thấy logo khách sạn của Lục Cảnh chụp là ở Quảng Châu. Anh lên mạng tra thông tin của Lương Thần. Anh nhắn tin cho cô minh chứng Lương Thần đi công tác trùng hợp địa điểm Hộp Tinh đến, anh càng thêm nghi ngờ. Lương Thần chuyển đề tài bảo mình xem livestream của Lục Đại Thuận, còn khen người ta đáng yêu, làm Lục Cảnh ghen bảo mình nhảy còn đáng yêu hơn. Lương Thần nghĩ mình đã đánh lừa được Lục Cảnh, hẹn anh lên mạng chơi game nhưng mình lại không mang máy tính. Bảo trợ lý đưa thẻ căn cước của Kha Kha cho mình rồi ra ngoài. Lương Thần đến tiệm net muốn tìm phòng riêng nhưng không có, chọn một góc trong tiệm net. Trùng hợp hơn nữa là Lục Cảnh cũng vào tiệm net đấy đưa ra yêu cầu giống hệt cô. Lương Thần vừa đến chỗ ngồi thì có một cậu trai nhìn về hướng cô, ánh mắt mở to, cô tưởng mình đã bị phát hiện nhưng thật ra cậu trai đó chỉ ngáp rồi thôi. Cả hai vừa nghỉ tay sau khi chơi game xong thì có shipper giao đồ ăn đi vào tìm người, chuyện không có gì đáng nói nếu như tiếng vọng cả hai người đều nghe từ người kia. Cô sợ thân phận của mình bị phát hiện, vội đứng lên đi về lại khách sạn. Trong khi đấy Lục Cảnh đi qua các bàn chơi gọi tên ID nhân vật của cô. Thấy một cô gái khả nghi đi ra, anh liền đuổi theo. Xác định được người lén đi ra chính là Hộp Tinh vì cô gái đã đứng lại khi nghe tên nhân vật của mình. Lương Thần chạy ra tình cờ va phải một cô gái, Lục Cảnh vừa kịp nghe cô gái kia nói đó chính là Lương Thần thì anh chắc chắn Hộp Tinh là idol của mình. Lương Thần nhắn tin cho anh bảo chỗ mình bị cúp điện, anh bảo tiệm net của mình cũng bị. Cô không nghi ngờ gì nhiều, nhắn tin hỏi Lục Cảnh ngày mai có đến bữa fan meeting hay không. Hôm sau, Lục Cảnh lên rút thăm thứ tự thi. Chu Châu thấy anh rút được số 15, nhóm thi cuối cùng thì chê anh tay quá thối, phát dầu vì không thể đến gặp Lương Thần. Lục Cảnh tìm người muốn đổi số thứ tự với anh nhưng không ai đồng ý. Chu Châu nghĩ ra cách bỏ thi đấu. Làm anh nghe xong chỉ muốn đấm cho mấy cây lắc. Cảnh nghe được nhóm thi cùng đang bế tắc về mô hình, anh lại giúp bọn họ. Bảo họ add WeChat anh, chỉ xin một điều kiện nhỏ. Cả hai kịp diễn thuyết cuộc thi xong vội chạy đến bữa tiệc. Sự kiện sinh nhật tổ chức rút thăm tương tác cùng Lương Thanh, cô rút được số 187. Đây là số của Lục Cảnh nhưng đọc 3 lần anh không kịp vào nên MC mời cô chọn lại số khác. Đến phần đặt câu hỏi, Lục Cảnh may mắn được chọn. Anh biết được cô rất thích xem stream của mình, muốn hỏi thêm người Lương Thần chơi game cùng là ai thì Gia Vận xuất hiện. Lương Thần thấy tin nhắn anh gửi chúc mừng sinh nhật cô, ngỡ rằng đã bị phát hiện. Lục Cảnh bảo mình thấy thông tin trên tài khoản game. Lương Thần hẹn Lục Cảnh buổi tối chơi game nhưng chị quản lý dẫn Gia Vận đi cùng bảo tối nay tổ chức tiệc sinh nhật, cô không thể từ chối. Trong phòng ăn,
cô muốn nhắn cho Lục Cảnh nhưng không có sóng. Gia Vận tặng cho Lương Thần chiếc vòng cổ, còn chính tay đeo cho cô. Lục Cảnh đến quán net nhưng mãi không thấy tin nhắn của Hồ Tinh. Anh tưởng điện thoại mình bị gì nên nhắn cho Chu Châu chỉ một dấu than. Lục Cảnh mãi xem phim cùng Chu Châu không để ý đến điện thoại, thấy tin nhắn cô gửi cho anh nếu anh bận thì mình lập đội với bạn. Lục Cảnh vào xem lịch sử đấu thấy cô chơi cùng với người con trai khác. Lục Cảnh nghe Chu Châu hỏi tại sao hôm nay anh không chơi cùng Hồ Tinh, anh tức giận bảo không muốn. Còn hứa nếu mình kéo RANK cho cô thì sẽ làm cún. Kha Kha nghe cô hỏi vật phẩm hiếm có muốn tặng cho người ta, thì liền thắc mắc Lương Thần còn không biết diện mạo như thế nào sao phải tốn công sức như vậy. Nghe cô nói mình chơi game cùng Herman, người Kha Kha ngưỡng mộ thì quay ngắt 180 tư vấn tận tình cho Lương Thần. Trong khi đó, Lục Cảnh ở quán cà phê thở dài bảo cô đã được người khác kéo không thèm chơi cùng mình nữa. Chu Châu muốn kéo anh vào quán net chơi cùng nhưng bị Lục Cảnh chê suốt ngày chỉ biết lên mạng, không ngờ Lương Thần nhắn tin bảo Lục Cảnh online có quà tặng anh. Anh quay vào quán net bị Chu Châu dùng lời văn vừa nãy chê anh, nhưng bị phớt lờ. Cả hai đang trò chuyện trong game thì Gia Vận đến tìm Lương Thần bảo mình để quên áo đến lấy, Lục Cảnh nghe được thì ghen đến tắt máy. Đến lúc bật lên lại thì thấy cô đã offline tưởng cô đã đi cùng người con trai đấy. Lục Cảnh nghe được giọng nói của Hộp Tinh trong game, anh không thể nào nhầm lẫn nữa, đây chính xác là giọng của Lương Thần. Không biết có phải vì quên bật máy biến giọng hay không? Lục Cảnh nhớ lại từ ngày chơi game cùng cô ngày đầu tiên đến khi bảo cả hai học cùng trường. Nghĩ đến lúc chính tay Lương Thần tặng album của mình cho anh sẽ cảm thấy như nào? Chu Châu thấy bạn của mình chơi game cùng Hộp Tinh, thắc mắc hỏi lần trước Lục Cảnh đã hứa kéo RANK cho cô thì sẽ làm cún, không ngờ đến Lục Cảnh lại sủa tiếng cún con khiến Chu Châu ngây người rồi. Lục Cảnh về trường muốn tìm Cố Phí Minh, gặp được bạn cùng phòng của cậu ta muốn nhờ giúp tìm người. Kết quả cậu béo vừa chạy vừa gọi lớn Cố Phí Minh làm cho các bạn học kế bên nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh tìm Phí Minh muốn bàn bạc lại chuyện lúc trước từ chối việc tặng hoa, bây giờ muốn anh nhường lại việc đó cho mình nhưng Phí Minh không đồng ý. Lương Thần nhìn lịch trình không có lễ hội trường Nam Trạch nên hỏi quản lý tỉnh, nhận được câu trả lời nếu không kịp diễn tập thì sẽ không đến Nam Trạch được. Lương Thần vì muốn đến tham dự lễ hội của trường gặp Lục Cảnh, bảo Kha Kha rời lịch thu âm lên 7 giờ sáng. Kha Kha sợ cô mệt nhưng cô bảo cứ nghe lời mình là được. Lục Cảnh đi theo Phí Minh bất kể nơi nào để thương lượng với cậu đổi cho anh ở lễ hội của trường. Mặt khác Lương Thần đã kịp thời gian để đến tham gia lễ hội trường, cô cứ hỏi Kha Kha áo quần của mình có hợp hay không. Lương Thần vào hội trường nhắn tin tìm Lục Cảnh, anh hỏi cô đã đến chưa anh có thể đi đón cô. Anh giai này xạo quá đi thôi, thấy người ta đứng trước mặt rồi vẫn vờ không biết. Thấy tin nhắn Lương Thần bảo mình chưa đến, nói cô là nhóc lừa đảo đành thuận theo cô bảo mình đang ở bàn đăng ký hội trường. Cô ra ngoài thấy ở đấy chỉ có nhóc mập, cứ tưởng đấy chính là Lục Cảnh làm cô ngỡ ngàng. Cố Phí Minh giả vờ đau bụng nhường phần tặng quà của mình cho Lương Thần rồi chạy mất. Lục Cảnh lên tặng quà cho cô, muốn nói mình chính là Herman nhưng bị Tề Kỳ vội kéo anh đi. Lục Cảnh thấy cô rời hội trường liền đi tìm cô, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô với trợ lý nhắc đến anh. Mặc Kha Kha bảo anh là sinh viên nhưng Lương Thần vẫn rất thích. Lương Thần ra ngoài phòng chờ thấy được đàn em khi nãy mình nhắc đến, lo lắng khi nãy anh có nghe được cuộc trò chuyện hay không. Vừa đi được vài bước thì nghe có người gọi anh là Lục Cảnh thì trượt chân ngã xuống sàn. Buổi tối về phòng, Lương Thần nhớ lại những lần tình cờ gặp được Lục Cảnh, nói anh trông rất đẹp trai, bên cạnh đó Lục Cảnh từ lúc về ký túc xá vẫn luôn nghe nhạc của cô. Phí Minh vì thỏa thuận của Lục Cảnh sẽ giúp mình chơi game cùng Tề Kỳ nên nhường anh phần tặng hoa trên hội trường. Đến tối Lục Cảnh thấy anh chơi quá tốt bảo anh khiêm tốn lại, nếu không sau này làm sao mình chơi cùng Tề Kỳ được. Lục Cảnh rủ Hộp Tinh cùng chơi game nhưng cô bảo mình bị thương rồi không thể đánh máy. Anh bảo mình sẽ livestream nói cô vào xem live của mình. Lương Thần nghe anh nói với đồng đội rằng mình nói anh giống Lưu Mậu Ngạn, Lục Cảnh nói đến khi gặp lại đàn chị sẽ hỏi cô nói như vậy là có ý gì. Lương Thần nghe xong tức giận tố cáo livestream của anh, bảo cho anh nếm mùi nguy hiểm. Lương Thần thấy Kha Kha xem show của Mã Sơn Sơn, lòng trùng xuống bảo trợ lý mau về nhà nghỉ ngơi, cô đến tủ sách lấy ra một khung tranh có hình của mình và Sơn Sơn khi xưa. Sơn Sơn đang sắp xếp sách lên kệ nào ngờ một tấm hình của mình và Lương Thần rơi ra, trợ lý thấy tâm trạng của cô không được tốt nên rời đi. Lục Cảnh đang đi cùng đám bạn ký túc xá, nhận được thông báo livestream của mình bị báo cáo với nội dung truyền tải nội dung sai sự thật. Trùng hợp Lục Cảnh đang đứng cạnh ảnh của Lương Thần thì biết ai là người làm. Kha Kha đến tìm nhưng vẫn thấy cô ca sĩ của mình trưng mặt như mất sổ gạo ngồi ở trên giường, Lương Thần không cam lòng đi đến Nam Trạch. Đám người trong phòng lựa chọn outfit, mẫu tóc giúp Lục Cảnh hôm nay sẽ đẹp trai nhất lễ hội. Kết quả không khác gì tóc HKT thời xưa hết. Lục Cảnh phân vân không biết chọn áo nào, chụp hình gửi Hộp Tinh bảo mình nay có việc rất quan trọng nhờ cô chọn giúp. Lương Thần nghe anh bảo mình không mặc gì là đẹp nhất, cô nói một mình bảo anh đừng mặc cho rồi nhưng vẫn chọn cho anh chiếc áo len trắng. Lục Cảnh gửi cho Hộp Tinh tấm ảnh của mình chụp cùng Lương Thần, bảo con gấu hình chiếc hộp giống cô.
Cô tưởng anh biết mình chính là hộp tinh thì bị dọa một phen. Tê Kỳ thấy Lục Cảnh cầm một món đồ, hỏi đây có phải tặng cho đàn chị hay không. Lương Thần ngồi phía trước anh vui mừng nghĩ tặng cho mình. Lục Cảnh bảo chỉ cầm chụp hình, còn món đồ này giống người mà anh quen biết. Lương Thần nghe xong thì biết mình toang rồi, có lẽ anh đã phát hiện ra được rồi. Sau khi cô biểu diễn xong, anh mang hoa lên tặng cho Lương Thần. Cô vô tình chạm phải tay anh nên rụt tay lại, không ngờ cảm rơi hoa xuống sàn. Lục Cảnh nhặt lên đưa lại cho cô, để phá vỡ ngại ngùng cô bảo tay anh nóng rát. Lục Cảnh quyết không tha, bảo mình là đàn em khóa dưới nhiệt huyết đầy mình. U là trời, ai đó cứu Lương Thần với. Cô chỉ nói đùa với Kha Kha, ngờ đâu lại không tha được. Lương Thần từ trong phòng vệ sinh ra ngoài thì thấy Lục Cảnh đang rửa tay ở ngoài. Cô nghĩ mình chỉ cần lấy tay che mặt rồi chạy nhanh ra ngoài thì sẽ không bị phát hiện. Cô nghĩ mình thoát được thì nghe tiếng anh gọi mình từ đằng sau, ngoài mặt giả vờ không có chuyện gì nhưng bên trong cô hoảng sợ muốn chết. Lục Cảnh mang cho cô một chiếc khăn choàng cổ dặn dò tối nay thời tiết bên ngoài rất lạnh, cẩn thận bị cảm. Lương Thần ngồi trong xe thấy anh đi cùng Tề Kỳ, lại còn nghe trợ lý bảo hai người kia rất hạnh phúc, cô không muốn nghe hay nhìn thấy bảo lái xe chạy đi. Ê! Trên đường về cô thấy Sơn Sơn ngồi uống bia ở ghế công viên thì xuống tìm Sơn Sơn. Thay Sơn Sơn khóc vì nhớ lại kỷ niệm lúc trước thì muốn an ủi, đưa cô lên xe mình rồi trở về nhà. Lương Thần đang đau khổ vì lịch trình livestream tuần sau thì nhận được tin nhắn của anh rủ mình chơi game nhưng cô bảo chưa chơi được. Lục Cảnh biết thừa nhưng vẫn hùa theo cô giữ gìn sức khỏe để tay mau lành. Thấy anh gửi meme của Lương Thần, Hộp Tinh nghĩ anh có khi nào đã biết thân phận thật sự của mình. Cô mặc kệ, tạo một tài khoản game mới để chơi. Cứ nghĩ chơi cùng Lục Cảnh thời gian lâu rồi nên mình cũng sẽ chơi được. Tôn Bân Úc gặp được Lục Cảnh ở thang máy, dù anh chơi game nhưng Lục Cảnh bảo bận học. Tôn Bân Úc nói với Gia Vận rằng nếu Lục Cảnh biết ID Hộp Tinh là ai chắc sẽ sốc lắm. Gia Vận nhớ lại lúc mình đến lấy áo từ chỗ Lương Thần, thấy cô chơi game cùng người khác, bây giờ nghĩ lại thì đã rõ được mọi chuyện. Gia Vận hỏi thăm về Lục Cảnh, Bân Úc bảo anh chỉ là sinh viên đại học mà thôi, thắc mắc có vấn đề gì với Lục Cảnh sao. Gia Vận đổi đề tài bảo anh Hà đã quay về, mời bạn bè đến mở tiệc. Lương Thần đau đầu vì không thể chơi game thắng được, muốn nhắn tin chơi lại cùng Lục Cảnh. Cô tự thoại bảo chỉ vì mình yêu nghề, không muốn làm mọi người buồn vì đợt livestream lần đến nên mới nhắn rủ anh cùng chơi. Cô đợi rất lâu không thấy anh trả lời, cứ nghĩ Lục Cảnh đã giận cô. Nhận được tin nhắn anh bảo mình vừa tắm xong thì tưởng tượng ra cảnh anh vừa tắm. Vội đá những suy nghĩ linh tinh rồi rủ anh vào game. Bân Úc thấy Lục Cảnh cùng Hộp Tinh chơi game cùng nhau, đến lúc anh chạy đến cùng server thì cả hai người đã off game. Bân Úc chạy sang nhà anh muốn hỏi tiến triển của anh với người ta thế nào rồi nhưng Lục Cảnh bảo chỉ cùng chơi game. Ông bà nội của anh đứng ngoài cửa lén nghe cuộc nói chuyện của hai người. Ông nội hiểu lầm rằng cả hai người đang tranh giành cùng một cô gái muốn vào bênh vực cháu trai của mình nhưng bà nội bảo không cần, cứ để mọi chuyện tự nhiên rồi kéo ông rời đi. Bân Úc thấy hình em gái của mình trước bàn học của Lục Cảnh, nói anh đã biết sự thật còn muốn làm bừa tán cô. Lục Cảnh dặn dò Bân Úc không được nói cho Lương Thần rằng anh đã biết thân phận của cô rồi đuổi Bân Úc ra ngoài. Bân Úc đến gọi hỏi chuyện của cô cùng bạn chí cốt của anh, nghe được điện thoại của Sơn Sơn đến tìm Lương Thần. Anh tìm mọi cách câu giờ để ở lại nhưng bị đuổi không thương tình. Lương Thần mang cho cô một ly sô-cô-la nóng theo sở thích của Sơn Sơn, hỏi thăm về vấn đề dạo gần đây của cô. Sơn Sơn nghe nói thầy cũ nhớ mình thì nói lần sau sẽ quay về thăm thầy, Lương Thần nghe thì rủ cả hai cùng đi. Sơn Sơn ra ngoài thấy Bân Úc ngồi ăn xiên nướng đợi mình, muốn nhờ cô cho quá giang đến nhà mình một đoạn. Trên xe, anh luôn miệng để nói chuyện với cô nhưng luôn bị cắt ngang bởi điện thoại. Mã Sơn Sơn không muốn nghe anh nói chuyện liền bật đài radio ở trên xe. Bân Úc thấy cảnh sát gọi điện thoại cho mình thì hoang mang, Sơn Sơn thấy có cảnh sát phía sau thì tạt xe vào trong lề rồi dừng lại. Bân Úc biết là tài xế mình bắt xe không thể gọi điện cho mình nên mới báo cảnh sát. Sơn Sơn nghe xong cạn lời vội lên xe rời đi bỏ mặc Bân Úc ở đấy. Cảnh sát đưa anh về đến dưới nhà tình cờ gặp được Lục Cảnh nên nhờ anh chụp hình giúp mình. Lục Cảnh biết rằng Lương Thần đến nhà Bân Úc ăn cơm, ngồi trước cửa canh cô đến. Thấy cô đến anh muốn ra ngoài gặp cô nhưng lại không mở cửa được, lại còn thấy Gia Vận ở phía sau cô làm anh bực bội quay vào lại. Bà nội gói sủi cảo cho cả nhà, Lục Cảnh bảo mình muốn ăn cùng giấm nhưng nhà đã hết, anh tìm cớ sang Bân Úc xin. Nghe cô bảo mình chỉ là em trai thì tức giận quay về đóng cửa nhà anh thật mạnh. Lục Cảnh tìm cớ sang nhà anh 3 lần, có lẽ Lương Thần cũng đã hiểu được, nhìn anh cười thầm. Lục Cảnh sang thấy Gia Vận luôn tỏ ra thân mật với cô thì ghen đến mức cố tình tạo ra tiếng to nhất có thể. Lục Cảnh biết cô đang đợi xe để về thấy cô mặc đồ mỏng manh, cố ý mặc áo ấm xuống nhà vứt rác rồi khoác áo cho cô. Gia Vận nói với Lương Thần rằng thanh niên đừng tạo ra vẻ ảo tưởng không thực tế như trong game thì không được hay. Lục Cảnh đang chơi cờ cùng Bân Úc thì nghe được điện thoại của Lương Thần gọi cho Bân Úc hỏi anh trai mình đang làm gì rồi tắt máy. Cả hai đang hoang mang vì cô thì Lục Cảnh nhận được tin nhắn của Hộp Tinh hỏi anh đang ở đâu.
Cô cố ý sửa soạn thật đẹp mang áo của Lục Cảnh đến trả cho anh. Cô cố ý đứng trước cửa nhà tạo tiếng động để anh đi ra ngoài gặp cô. Bân Úc đưa cô vào nhà mình, nghe cô nói mình là cô gái vừa đẹp vừa ngọt ngào, chắc hẳn em trai nhà kế bên muốn cho mình một cái ôm. Lương Thần quay sang thấy anh ngồi ở phía sau thì vấp chân vào nhau, xấu hổ bảo mình nên quay về. Anh bảo mình sẽ tiễn cô về. Trong lúc cả hai xuống thang máy, cô tưởng tượng ra cảnh thang gặp sự cố rồi được Lục Cảnh ôm vào lòng. Lương Thần nhận được điện thoại của quản lý Tình muốn mời anh hợp tác livestream để cùng Lương Thần tham gia game Tâm Hồn Tươi Đẹp. Anh bảo mình sẽ nhắn tin cho một người quan trọng rồi trả lời. Cô còn đang nghĩ người quan trọng với anh là ai thì nhận được tin nhắn của Herman. Cô bảo anh nên tham gia nhưng anh bảo mình chỉ có Hộp Tinh là đệ tử, làm sao có thể kéo cô gái khác chơi game cùng mình. Lục Cảnh nghĩ mình làm giá một lúc là cô sẽ nói thật ra cho anh, nhưng nghe Bân Úc bảo Gia Vận sẽ giúp cô thì vội gọi lại cho quản lý Tình đồng ý tham gia livestream cùng cô. Lương Thần đến phòng giám sát livestream, nhân viên bảo cô vào bàn thử máy tính cho quen cảm giác, nhưng thứ cô quan tâm là chiếc bàn đối diện mình. Nếu anh cũng đến đây thì thân phận mình giấu bấy lâu nay sẽ bị lộ. Lương Thần thấy Lục Cảnh đến, cả hai trò chuyện được vài câu thì nhân viên bảo hai người nên chuẩn bị. Lục Cảnh nghe cô bảo nhân viên tạo cho mình một tài khoản thì thắc mắc cô không dùng tài khoản của mình vì sợ ai phát hiện sao. Bình luận viên thấy hai người mới chơi cùng nhau tại sao có thể am hiểu nước đi như vậy, có phải có mờ ám gì hay không? Đến mức Đại Thuận chạy vào hỏi có phải đang livestream không, trông giống như hẹn hò vậy. Lâm Tổng chuẩn bị một bữa tiệc muốn mời mọi người cùng đi, Lục Cảnh hỏi ý kiến của cô được cô đồng ý đi cùng bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của quản lý. Lúc sau quản lý Tình tìm cô, Lương Thần bảo mình muốn giải tỏa một chút. Trong bữa tiệc, cô thấy chỗ kế bên mình còn trống rất nhiều, hỏi Lâm Tổng thì mới biết được Gia Vận là cầu nối giới thiệu mình cùng Lâm Tổng. Một bên khách, Bân Úc nhắn tin cho Sơn Sơn nhưng mình đã bị cô block. Lục Cảnh muốn đến ngồi bên cạnh cô nhưng lại bị Gia Vận đến trước. Anh liền đến ngồi kế Lâm Tổng bảo mình không lấy thù lao, chỉ lấy tiểu hỏa long để tặng cho Hộp Tinh. Lương Thần nghe xong vội tìm cớ rời đi vì không muốn bị lộ. Lục Cảnh hẹn cô ra ngoài để nói chuyện. Anh bảo cúc áo phía sau lưng cô bị bung ra rồi mình sẽ giúp cô sửa. Cô muốn vào trong thì gặp Gia Vận. Anh muốn mời cô một vé xem phim công chiếu nhưng đúng lúc Đại Thuận đến tìm hai người xin chữ ký. Gia Vận muốn mời cô cuối tuần cùng xem phim nhưng cô bảo mình bận thu âm nhạc không thể đi cùng anh. Lục Cảnh xuất hiện kịp lúc xin quá giang xe về nhà. Trên xe cô nhắc anh cài dây an toàn nhưng anh bảo mình không biết cài, nhờ cô cài dây giúp mình. Gia Vận đến tìm Bân Úc cùng uống rượu, bảo anh nay hàng xóm của Bân Úc livestream cùng Lương Thần, bảo anh là nhóc chó săn hỏi mối quan hệ giữa Lục Cảnh và Lương Thần. Bân Úc biết Gia Vận thích Lương Thần, trùng hợp hơn là đoạn đối thoại trong phim anh đang xem có nói đến phân cảnh anh em của mình thích người thân. Cả hai cùng chơi game với nhau, cô đã tìm kiếm hình tiểu hỏa long từ bên ngoài, muốn hỏi anh có chuyện gì muốn nói cho cô hay không. Muốn nhắc khéo đến tiểu hỏa long nhưng anh bảo mình không có gì muốn nói. Cô giận dỗi muốn offline thì anh tặng cô như ý nguyện, bảo không phải cô đã chờ cả đêm vì nó rồi mà. Cô ngụy biện bảo mình không hề có việc chờ đợi gì cả, nghe anh nói những lời khi xưa mình nói với anh thì sợ hãi rút dây cắm máy tính. Lương Thần thấy Herman gọi điện cho cô thì hoảng loạn tắt điện thoại, anh chạy ra tìm Bân Úc địa chỉ nhà của Lương Thần, nói chỉ mình mới có thể dập được lửa. Lương Thần mở nguồn điện thoại nhận được cuộc gọi từ Bân Úc, anh cứ úp mở bảo có người sắp đến nhà cô rồi, chưa đợi cô hỏi rõ tình huống thì đã tắt máy. Cô nghe tiếng nhấn chuông cửa điện thoại, đi ra thì thấy một con robot mini đứng nhảy trước nhà. Cô thắc mắc vật này của ai thì thấy bông hoa hồng bên cạnh, vội đóng cửa nhà thì bị Lục Cảnh giữ cửa lại. Anh nói từ khi biết cô chính là Hộp Tinh thì rất vui mừng tại vì mình đã thích cô từ lâu rồi. Thấy cô có vẻ ngại ngùng nên anh bảo cô nghỉ ngơi sớm, trước khi đi còn không quên tặng cô bông hoa mình đã mang đến. Cô không muốn anh rời đi sớm như vậy, bảo mình sẽ đi cùng anh xuống nhà tiễn anh đi. Thấy anh không mặc áo khoác thì chạy lên nhà lấy cho anh, còn cố ý lấy chiếc khăn choàng mà anh đã tặng cho mình. Lục Cảnh ra trước thang máy thấy Bân Úc ngồi ăn mì chờ anh, Bân Úc hỏi đã phát triển đến đâu rồi. Bảo với anh Lương Thần được rất nhiều người thích, Lục Cảnh bảo trên đầu mình có hào quang nam chính không sợ. Lương Thần đang tập thể dục thì Kha Kha mang đặc sản quê đến cho cô, trợ lý bảo nếu mình biết Herman đến thì sẽ không nghỉ phép rồi. Phí Minh đang ngồi xem đồng đội cùng Lục Cảnh đánh bóng rổ, vừa chạm mắt nhau là Phí Minh lại làm vẻ mặt cáu kỉnh. Nghe Tề Kỳ hỏi về tay của anh đã khỏe chưa, anh bảo vẫn chưa thể dùng sức. Lục Cảnh nghe được cố ý ném bóng rổ đến chỗ Phí Minh, anh theo phản xạ tự nhiên dùng tay băng bó che cho Tề Kỳ, làm cô thắc mắc tay đã khỏi rồi hay sao. Phí Minh về phòng nghe bạn cùng phòng than nước lạnh liền nãy ra ý tưởng mới. Lục Cảnh gọi điện cho Lương Thần, nghe cô bảo đang xem video của Lưu Mậu Ngạn còn khen người khác đẹp trai. Anh nói mình ghen rồi, muốn mời cô đi ăn tôm hùm đất. Hôm sau cô còn cố ý cài báo thức dậy sớm để chuẩn bị thật đẹp để xuất hiện trước mặt anh, trong khi đó Lục Cảnh cố ý mặc chiếc áo cùng khăn choàng có duyên với hai người. Lục Cảnh nhận được tin nhắn của cô bảo mùa đông không còn tôm hùm đất nữa, anh bảo mình biết nhưng chỉ muốn gặp cô mà thôi.
Bân Úc gửi tin nhắn cho mọi người nay mình sẽ nấu lẩu, mong mọi người có mặt đầy đủ. Nhưng Lương Thần đã vô tình quên điện thoại trong xe nên không thể thấy được tin nhắn của anh. Cả hai cùng đến khu trượt băng, anh muốn giúp cô mang giày trượt nhưng Lương Thần đã mang xong cho mình rồi. Cô bảo mình sẽ làm mẫu cho anh trượt ra rồi mình sẽ đỡ. Ngờ đâu qua lần sau anh đã trượt một đường thẳng về phía cô, biết mình đã bị lừa thì giận hơn. Cả hai chơi cùng nhau rất vui vẻ, đến lúc tạm biệt anh đã hỏi cô thời gian ngắn nhất để gặp lại là khi nào. Mặt khác Gia Vận ngồi chờ xem có ai đến ăn lẩu hay không, nghe tiếng ở bên ngoài tưởng có người đến nhưng không có ai. Lương Thần đưa anh về nhà, thấy anh có vẻ đã bị ốm muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng anh sợ cô đến nơi đông người sẽ bị phát hiện. Anh đưa cô lên nhà ngồi nghỉ, Lương Thần muốn nấu nước gừng cho anh. Bên nhà Lục Cảnh không có gừng nên sang Bân Úc xin gừng, ngờ đâu thấy Gia Vận ở đây. Gia Vận xuống bếp nấu giúp cô, hỏi mối quan hệ giữa hai người. Gia Vận mang nước gừng sang cho anh, nói anh chỉ cần đừng gây rắc rối cho Lương Thần là được rồi. Lục Cảnh nghe Gia Vận muốn đưa cô về thì giả vờ bệnh nặng thêm để giữ cô lại. Kha Kha đến đánh thức cô dậy, thấy Lương Thần ôm chiếc khăn choàng ngủ trên giường thì thắc mắc hỏi cô. Một bên khác, Lục Cảnh cùng bạn trong ký túc xá ăn tổ chức sinh nhật, anh chưa kịp gắp gì đã bị mọi người ăn hết. Chu Châu nói với anh rằng Tề Kỳ ở trước mặt như vậy không yêu lại yêu đương qua mạng. Bạn cùng phòng khác bảo Phí Minh cố ý tắm nước lạnh để bị ốm, được Tề Kỳ đến chăm sóc. Phí Minh đang ăn cơm do Grad mang đến thì nghe Tề Kỳ hỏi anh nếu hết ốm rồi thì có thể cùng chơi game rồi phải không? Anh nghe đến mức sặc cơm, nói trong lòng hận Lục Cảnh muốn chết. Lương Thần tình cờ gặp được Lục Cảnh đi cùng trong thang máy, cô nghĩ anh bám người đến tìm cô. Ra ngoài thang máy nghe được cuộc nói chuyện của anh mới biết rằng anh đến để làm việc thì xấu mặt. Lục Cảnh được bạn của mình dẫn đến phòng họp để làm việc, trùng hợp rằng chỗ ngồi của anh đối diện, có thể thấy nơi cô ngồi. Lục Cảnh nhắn cho cô bảo lo làm việc, đừng nhìn anh nữa. Lục Cảnh ra ngoài thấy Lương Thần có vẻ không được khỏe vội chạy theo cô nhưng không kịp. Gọi điện cho Lương Thần muốn đến tìm cô nhưng cô bảo mình không sao. Lương Thần nhận được kết quả khám bệnh của mình, nhớ lại lời nói của bác sĩ nếu mổ thì sẽ ảnh hưởng đến giọng hát của mình mong cô suy nghĩ cho thật kỹ. Quản lý Tình cùng Kha Kha đến nhà tìm cô, nghe bảo cô bị bệnh muốn hỏi rõ tình hình nhưng Lương Thần nói dối bảo không đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Lục Cảnh thấy cô không trả lời tin nhắn của mình, lo sợ cô bị gì nhưng anh không muốn phiền cô, chỉ nằm trên giường lăn lộn qua lại. Lương Thần lên mạng tìm hiểu về căn bệnh của mình, đọc những thông tin trên mạng cô càng buồn rầu hơn. Nhưng chỉ lúc sau cô đã nghĩ tích cực hơn, nếu không thể hát mình có thể sáng tác nhạc được. Hôm sau cô nhận được điện thoại lừa đảo, nghe thấy cổ mình không còn đau nữa, cứ nghĩ đã khỏi nhưng nhận được tin nhắn từ bệnh viện thì bất lực. Lương Thần gọi điện cho bố mẹ hỏi cả hai có muốn tham gia buổi hòa nhạc tạm biệt của cô hay không, nhưng bố mẹ cô chỉ lo đến Mersas không nghe cô hỏi. Cô bảo không có việc gì rồi cúp máy. Cô tìm Bân Úc muốn hỏi anh nhưng cũng nhận được lời từ chối, cô gọi cho Lục Cảnh mời anh tham gia, anh không cần hỏi đó là gì chỉ cần cô mời anh liền đồng ý. Gia Vận gọi cho Lương Thần nhưng không được nên gọi cho quản lý của cô, nghe tin rằng cô đã có bệnh về thanh quản. Lục Cảnh thấy cô mở tiệc ở nhà hàng riêng tư, thắc mắc tại sao cô lại tổ chức ở nơi này. Lương Thần bảo đây là buổi hòa nhạc đặc biệt nhất, anh muốn hỏi thăm về giọng của cô nhưng cô bảo anh lại ngồi xuống chỗ. Nghe cô nói những lời khó hiểu, muốn hỏi về sức khỏe của cô, muốn biết bác sĩ đã nói gì, nhưng Lương Thần đổi chủ đề nói anh chọn bài hát cho cô. Nghe Lục Cảnh hát nhạc của mình cô rơi nước mắt, anh tưởng mình hái dở nên cô không nghe nổi. Hỏi ra mới biết rằng cô đã bị polyp thanh quản phải mổ, Lương Thần sợ rằng sau khi mổ thì cô không thể hát được nữa. Gia Vận ở dưới sảnh nhà chờ cô cả ngày, gọi cho cô nhưng vẫn chỉ nhận thuê bao. Ngờ đâu thấy cô đi cùng Lục Cảnh, giận cá chém thớt bảo cô là ca sĩ phải chú ý sức khỏe nhưng bị anh suốt ngày dẫn ra ngoài. Bạn cùng phòng thấy Lục Cảnh xem tài liệu về y học, hỏi có phải anh muốn chuyển ngành hay không. Anh không muốn để ý mọi người, chỉ chăm chú đọc các cách để hồi phục thanh quản sau khi phẫu thuật. Chu Châu cùng đám bạn thấy Lục Cảnh dạo này hay đi đâu suốt ngày, còn không cho gặp bạn qua mạng của anh. Chu Châu đoán rằng có khi nào phát hiện được bạn qua mạng là con trai nên không dám dắt mình theo. Chu Châu rủ hai người còn lại đi theo dõi anh. Lưu Vũ Tình đến gặp Lương Thần, nghe cô nói không muốn mổ thì khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ, vì bản thân cô là ca sĩ thanh quản là điều quan trọng nhất, nói cô nghỉ ngơi vài ngày. Bân Úc đến tìm Lục Cảnh muốn rủ anh dắt cho đi dạo cùng mình nhưng Lục Cảnh không muốn. Bân Úc tưởng anh thất tình nhưng Lục Cảnh trách anh đến bệnh tình của Lương Thần còn không quan tâm thì làm gì. Bà nội thấy anh loay hoay trong bếp nên muốn vào giúp đỡ, anh bảo cháu dâu của ông bà bị ốm muốn nấu cho cô ăn. Nấu xong anh chạy đến trước cửa nhà cô, mang thức ăn đến cho cô. Lương Thần bảo cô mang thức ăn về nhà để ăn, thấy Kha Kha chậm chạp đóng thức ăn thì tự mình thu dọn cho cô, dặn dò trợ lý đừng lấy cớ quay lại tìm cô. Lục Cảnh sắp xếp thức ăn ra bàn, bảo đây là thức ăn tình yêu phải ăn ngay lúc còn nóng. Cô thấy trên tay anh có vết thương nên tìm băng cá nhân dán lại cho anh.
Sơn Sơn đang ăn cơm nhưng bị Bân Úc ồn ào đứng trước cửa gọi cô cùng ra ngoài dắt chó đi dạo. Cô bực mình gọi điện cho anh, ra mở cửa cho anh vào nhà. Sơn Sơn nghe Lương Thần bị bệnh từ miệng Bân Úc thì nói cô nên đi bệnh viện, hỏi ra mới biết được cô bị polyp thanh quản. Lương Thần đang dẫn anh đi tham quan nhà mình thì nhận được điện thoại của Gia Vận, hẹn cô ngày mai ra ngoài gặp một người quen chuyên về bệnh tai mũi họng. Nhưng cô bảo mình sẽ suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Cô nghe anh chơi một bản nhạc, vô thức hòa âm cùng anh, nói rằng khi xưa khi cô đến trường đã nghe bản nhạc này rồi, không ngờ người chơi đàn lại là anh. Lục Cảnh muốn cô thực hiện lời hứa của mình đó chính là chấp nhận điều trị, cô bảo mình vẫn rất sợ không dám thực hiện. Lục Cảnh nói chất giọng sẽ theo đuổi theo ngày tháng nhưng năng lực của cô ai cũng đều công nhận. Thấy Lục Cảnh về phòng ký túc, muốn hỏi anh về thông tin của bạn trên mạng Lục Cảnh. Nghe anh nói cả đêm không về nhà, còn là sinh viên của trường thì khóc thầm. Đúng là ông nói gà bà nói vịt hết rồi. Bạn bè của Lục Cảnh đến bế giúp Phí Minh đến lớp, Phí Minh nghe mọi người nói chuyện không rõ đầu đuôi thì không thể hiểu được, la hét bảo người khác cứu mình. Lưu Vũ Tình cùng Kha Kha nghe được tin cô đã suy nghĩ kỹ càng về việc tiếp nhận chữa trị thì vui mừng, bảo cô đừng lo lắng gì hết. Lương Thần đến gặp bác sĩ quen biết của Gia Vận, nghe tin mình không cần mổ chỉ cần bảo vệ cổ họng thật tốt và tích cực điều trị hơi nước thì sẽ khỏe lên thì vui mừng cảm ơn ông. Sơn Sơn tìm đến nhà Lương Thần để hỏi thăm sức khỏe của cô, thấy không ai mở cửa thì rời đi. Trùng hợp Lương Thần từ thang máy đi ra bảo Sơn Sơn vào nhà mình. Sơn Sơn cố ý mang canh vịt ở sau cổng trường đến cho cô. Lương Thần nói với Sơn Sơn rằng cổ họng của mình sẽ chữa khỏi được thì vui mừng cho cô. Vừa định rời đi thì Lương Thần giữ cô lại với mình, tâm sự mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Lục Cảnh luôn chờ điện thoại của Lương Thần, vừa thấy cuộc điện thoại thì liền bắt máy, xuống vội tìm cô ký túc xá mở cổng cho mình. Anh hỏi bác sĩ đã nói như thế nào, cô nói dối rằng có lẽ sau này mình không thể hát được nữa. Lục Cảnh sợ cô buồn liền an ủi khuyên cô đừng làm gì dại dột, cô thấy anh như vậy thì cười bảo mình đùa thôi, cô không cần phải mổ nữa. Lục Cảnh bảo mình muốn theo đuổi cô, xin phép nắm tay Lương Thần, cố ý nghiêng đầu dựa sát vào người cô làm cô nghĩ đến anh muốn hôn mình. Kết quả anh chỉ muốn đưa cô về nhà còn nói cô là lật đật suy nghĩ lệch lạc. Đưa cô về trước cửa nhà, nghe cô bảo kế hoạch tương lai của mình là hát những bài hát mà bản thân thật sự thấy yêu thích, giả vờ hỏi kế hoạch tương lai của cô có anh ở trong đấy hay không. Lục Cảnh về nhà thấy Bân Úc đi đổ rác vào, thấy vẻ mặt của Lục Cảnh tươi tắn liền hỏi nghe anh nhắc đến vấn đề tình yêu thì ghét bỏ đi vào nhà. Nhớ lại khi xưa mình cũng có người yêu nhưng vì sự nghiệp chưa ổn định nên đã chia tay. Kha Kha thấy Lương Thần xem chương trình về tiệc âm nhạc với các thể loại khác nhau. Nghe cô bảo muốn tham gia thì trợ lý nói nếu mà hát hỏng thì tên tuổi sẽ đi đời. Thấy vẻ mặt của Lương Thần cô biết mình đã nói sai liền rời đi. Lương Thần bảo với Lưu Vũ Tình mình muốn tham gia chương trình hành trình yêu âm nhạc, cô bảo mình muốn thử thể loại nhạc rock. Quản lý mong cô suy nghĩ thật kỹ về nó trước khi quyết định, nghe Lương Thần chắc chắn thì bảo mình sẽ lo liệu. Lương Thần tìm đạo diễn Mã bày tỏ mình muốn đột phá thể loại nhạc rock để tham gia hành trình yêu âm nhạc, cô bảo mình hiện tại đang bế tắc khi sáng tác, rất mong có cơ hội bứt phá. Lương Thần mang quà kỷ niệm trường đến cho Sơn Sơn, Sơn Sơn hỏi cô tìm mình có việc gì giúp đỡ, Lương Thần bảo mình muốn hát những bài hát mình yêu thích. Nhớ lại khi còn học cùng, thấy Lương Thần rất thỏa mãn khi phiêu theo thể loại rock. Lương Thần bảo khi xưa muốn trả thù cô vì đã sáng tác một bài hát khó nên đã bỏ rất nhiều rau ngò vào phần ăn của Sơn Sơn. Cô muốn rủ Sơn Sơn cùng gia nhập ban nhạc với mình để có thể thỏa mãn lại khi xưa cả hai cùng làm việc với nhau nhưng mãi mãi thể đứng cùng sân khấu. Sơn Sơn từ chối cô, bảo rằng mình không muốn đụng đến âm nhạc nữa. Lương Thần nhớ khi xưa Sơn Sơn rất thích sáng tác nhưng vì lương kỳ nên Sơn Sơn không thể chịu được nữa, cô chỉ cần đụng vào nhạc thì sẽ nhớ đến tên tồi tệ kia. Lục Cảnh đọc được tin đầu bảng vội gọi điện cho cô rủ cô đến chỗ hai người thường gặp xem hoàng hôn. Lương Thần biết anh lo lắng cho cô vì các tin tức không hay nhưng cô bảo không cần phải lo. Lương Thần nhận được điện thoại của Gia Vận vội rời đi không biết ở sau lưng mình có paparazzi lén theo chụp ảnh cô, may có Lục Cảnh kịp thời bắt được lấy đi thẻ nhớ của họ. Lương Thần nghe Gia Vận hỏi cô có để ý đến cảm giác của Lục Cảnh khi bị tung ảnh lên mạng không. Lục Cảnh đứng ở dưới nhà Lương Thần gọi điện cho cô rồi rời đi, gặp được Gia Vận ở trong xe nên lại đưa USB cho Gia Vận. Lục Cảnh nói chuyện của mình thì mình sẽ có cách giải quyết không cần người khác nói thay. Lưu Vũ Tình đến gặp Lương Thần, nói với cô Lục Cảnh chỉ là sinh viên, nếu bị đưa lên mạng chưa nói đến áp lực dư luận, chỉ cần dư luận chú ý đến anh thì Lục Cảnh sẽ cảm thấy như thế nào. Khuyên cô nên suy nghĩ thật kỹ càng trước khi làm. Bân Úc gọi điện đến cho Lương Thần bảo trên mạng có người đưa tin đồn bậy cả hai người, giờ phóng viên tìm đến trước khu nhà của anh. Trên mạng đưa tin Lương Thần thả thính rất nhiều người, mọi người bị làm phiền rất nhiều. Phi Minh đến không thấy Lục Cảnh chơi bóng rổ mà buồn rầu một bên, đến tìm đưa kẹo cho anh. Tâm sự rằng mình cãi nhau với Tề Kỳ rồi, khó hiểu con gái suy nghĩ rắc rối. Đám người ký túc xá nhìn thấy cảnh này thì hiểu lầm rằng cả hai người giận dỗi nhau.
Lục Cảnh đọc được thông báo từ công ty của cô nói sẽ kiện cáo những người phát tán tin đồn bậy bạ, gọi điện cho cô nhưng không bắt máy. Lương Thần xin lỗi Gia Vận vì mình mà anh bị phóng viên làm phiền đến tận trường quay. Lục Cảnh không thể gọi cho Lương Thần nên anh gọi Bân Úc nhưng cô có vẻ trốn tránh không muốn nghe. Lục Cảnh nghe bạn cùng phòng bàn tán Lương Thần với Gia Vận, mọi người bảo cả hai người kia rất đẹp đôi. Anh không thể nghe được nữa liền rời đi. Lục Cảnh đến nhà tìm cô thì nhận được điện thoại của bạn nói với anh Gia Vận đã gọi phóng viên đến hội quán Tử Kinh muốn công khai chuyện tình yêu. Anh bắt xe đến hội quán nhưng không được phép cho vào, Lục Cảnh liền lén lút leo rào vào trong bắt gặp được cảnh cô cùng Gia Vận thân mật đi cùng nhau. Lương Thần không quan tâm việc gì khác, hỏi Gia Vận về trình tự họp báo. Gia Vận bảo chỉ cần nói với phóng viên rằng cả hai đang yêu nhau thì mọi việc sẽ lắng xuống. Lương Thần không đồng ý, không muốn chuyện của mình dính líu đến người khác. Lục Cảnh vào nghe được chuyện này thì tức giận kéo cô đi ra ngoài, hỏi rõ mọi việc. Lương Thần sợ nếu anh đi cùng cô thì anh sẽ bị liên lụy nhiều thứ, cô chỉ muốn anh trải qua thời sinh viên vui vẻ. Lục Cảnh nói anh không quan tâm cô có là ngôi sao hay người thường, anh chỉ đơn giản thích cô mà thôi. Bảo cô chưa thử thì sao biết không thích hợp được, anh dai flex hết tất cả những bằng cấp của mình trong 4 năm đại học. Lục Cảnh thấy cô cứ mãi do dự, đi lùi về phía sau hỏi có phải cô không cần mình không. Lương Thần không quan tâm mọi thứ nữa, chạy đến ôm Lục Cảnh. Gia Vận tham gia họp báo nói với phóng viên mình và Lương Thần chỉ là bạn tốt của nhau. Bạn cùng phòng của anh thấy Lục Cảnh từ lúc về nhà vui vẻ hát hò thì thắc mắc không thôi. Nghe anh bảo mình có bạn gái thì nghĩ anh đơn phương thích Phí Minh, khuyên anh đừng nên trông chờ người ta. Lương Thần đến công ty thì gặp được Mạnh Lam Chi, người đã đặt điều chế giễu mình trên mạng. Khoe khoang mình nhận được slot của Hành Trình Yêu Âm Nhạc, Lương Thần không để cô ta đắc ý lâu, nói mình cũng có slot. Lục Cảnh cả Lương Thần thản nhiên phát cơm chó trước mặt Khoai Môn, lại còn bắt chủ nhà nấu cơm cho ăn. Nghe Lương Thần kể cô và Khoai Môn đang suy nghĩ tặng quà sinh nhật gì cho Gia Vận, đêm Giáng sinh cô nàng đã hứa đi dự sinh nhật nên không thể ở bên Lục Cảnh sợ người yêu buồn. Lục Cảnh không giận gì cả, còn nói giúp cô chọn quà nữa. Hai người đang khoác vai nhau thì Khoai Môn nhìn thấy chạy tới hỏi, Lục Cảnh ngang nhiên nắm tay bạn gái công khai tình cảm, kết quả bị Khoai Môn đuổi ra ngoài. Hai người rủ nhau đi xem phim, không biết đi xem phim hay đi xem mặt nhau mà hai anh chị cứ nhìn nhau miết rồi cười tủm tỉm. Có số lạ gọi tới cho Sơn Sơn nhờ cô nói với Lương Thần chọn bài hát của anh ta. Cô nghe xong thì bỗng tắt máy rồi rơi nước mắt trông rất đau khổ ấm ức điều gì đó. Khoai Môn đem đồ ăn anh nấu tới cho cô, còn kể chuyện Lương Thần có bạn trai ngày ngày thể hiện tình cảm trước mặt anh. Khoai Môn khoe mình còn độc thân, ngỏ ý tán tỉnh Sơn Sơn nhưng bị cô đuổi về. Trước khi rời đi anh thấy tấm hình bị cô xé nát vứt ở sọt rác. Lương Thần thản nhiên khoe người con trai khác trước mặt Lục Cảnh làm anh ghen. Cô đã dỗ nhưng anh vẫn không vui khi đêm Giáng sinh cô đi sinh nhật không ở cạnh anh được. Lương Thần nói đi sinh nhật sẽ về sớm đi chung với anh nên anh vui vẻ lại ngay, còn nói sẽ tới đón cô nữa. Lương Thần tới tiệc sinh nhật nhưng không thấy mọi người, còn nghĩ mọi người tới muộn nên ngồi chờ. Gia Vận sợ cô đói bụng nên gọi đồ ăn lên trước khiến cô thấy lạ. Lục Cảnh chuẩn bị ra ngoài thì Khoai Môn gọi hỏi bí quyết tán gái. Lúc này Lục Cảnh mới biết Khoai Môn không đi dự sinh nhật Gia Vận do buổi tiệc bị hủy bất ngờ. Lục Cảnh biết ý đồ của Gia Vận nên vội đi tìm bạn gái ngay. Gia Vận tỏ tình với Lương Thần nhưng cô không đồng ý. Chiếc bánh kem anh đặt làm có nhẫn ở bên trong vốn cố tình cắt cho cô nhưng cô bỏ nó. Anh ngồi buồn bã suy nghĩ về trước đây khi lần đầu hai người gặp mặt rồi thân thiết với nhau. Lục Cảnh tặng táo cho bạn gái rồi hơ ấm tay nựng má cô nàng trông rất đáng yêu. Hai người tay trong tay dạo phố, Lục Cảnh còn đăng ký cho cô nàng biểu diễn một ca khúc trước mọi người. Khi bị mọi người nhận ra Lương Thần, Lục Cảnh vội kéo tay cô chạy đi tới chỗ gấu bông hộp tinh có cài sẵn ghi âm giọng anh hát. Anh chàng đòi cô cảm ơn bằng cách thơm má mình, quá trời cơ hội rồi. Lương Thần đang ngồi nghe hộp tinh hát thì Kha Kha xuất hiện chê hát dở, còn sợ cô nghe bị ảnh hưởng sự phán đoán âm nhạc cho cuộc thi sắp tới. Bạn cùng phòng của Lục Cảnh treo banner chúc mừng anh chàng thoát kiếp FA nổi dần dần lên mạng, Kha Kha xem được đưa cho Lương Thần coi, ai ngờ lại chính là câu chuyện của mình. Khoai Môn cũng gọi tới cho cô em nhắc về chuyện này, còn đòi Lương Thần mời cơm công mai mối. Lương Thần thú nhận với chị Tình rằng mình đang hẹn hò với cậu em khóa dưới, không biết chuyện treo banner lên hot search có phiền phức không. Chị Tình không mắng Lương Thần chuyện cô hẹn hò mà còn trêu khi nào thì đãi khách. Lục Cảnh đang xử tội đám bạn vì dám bày trò, anh sợ điều này làm ảnh hưởng tới bạn gái nên đã gọi cho cô nói chuyện. Cũng may là Lục Cảnh chuẩn bị đi gặp Lương Thần mới đám bạn anh mới thoát được một phen. Lương Thần hí hửng chạy ra mở cửa nhưng khi thấy Khoai Môn thì lại ỉu xìu. Khoai Môn nói trong lúc đợi Lục Cảnh tới thì Lương Thần đem ảnh kỷ yếu ra xem chung để tìm hiểu về chuyện Mã Sơn Sơn. Nài nỉ mãi cũng được Lương Thần đồng ý cho xem ảnh. Nhưng khi Lục Cảnh tới Khoai Môn lại chạy ra ngoài với ánh mắt lạ lùng, còn trách hai người mời ăn đồ ăn ngoài nên không ăn cùng nữa mà xách túi đồ ăn bỏ về. Hóa ra là do Khoai Môn xem được tấm ảnh Sơn Sơn chụp cùng bạn trai cũ thời đi học nên tức giận. Anh bỏ ra ngoài nhậu, tự xem thông tin của anh chàng kia rồi lại chê họ.
Lương Thần bị Mạnh Lam Chi cà khịa có tuổi mà còn bày đặt hát rock, Lương Thần lập tức nói dằn mặt cô ta ngay. Lục Cảnh nhắn tin động viên bạn gái cho đỡ căng thẳng. Đến lúc bốc thăm thứ tự trình diễn, Mạnh Lam Chi cố tình đòi đổi với Lương Thần, cuối cùng cô ta biểu diễn đầu tiên còn Lương Thần biểu diễn cuối cùng. Mã Sơn Sơn xong việc cũng đã theo dõi Lương Thần qua điện thoại, mọi người đều đang lo lắng cho cô nàng khi đổi phong cách mới. Lương Thần lên sân khấu biểu diễn rất cuồng nhiệt, bỗng có một sự cố về âm thanh nhưng cô nhanh nhạy tự đàn một đoạn rồi tiếp tục biểu diễn. Rất nhiều người yêu thích và ấn tượng với màn biểu diễn của cô nàng. Sau khi biểu diễn xong, Lương Thần đã vội lấy điện thoại gọi cho Lục Cảnh hỏi xem anh thấy mình biểu diễn ra sao. Kết quả Lương Thần giành chiến thắng, Mạnh Lam Chi bị loại khỏi chương trình. Màn biểu diễn của Lương Thần liên tục ở trên hot search, ai ai cũng khen ngợi khi cô hát rock. Lương Thần thắc mắc với đạo diễn Mã tại sao lại đồng ý cho cô hát rock. Ông nói do xem được video cô hát thời đại học do cháu gái ông là Mã Sơn Sơn gửi cho. Đạo diễn Mã nhờ Lương Thần quan tâm tới Sơn Sơn vì mấy năm nay tính cách cô có chút thay đổi. Lương Thần đem đồ ăn sáng tới nhà tìm Sơn Sơn rồi mời cô nàng tới nhà Khoai Môn ăn tiệc chúc mừng. Khoai Môn thấy Crash là cứ lúng túng tay chân cuống hết cả lên, lại còn bị cô em Cam trêu chọc. Lục Cảnh và Gia Vận đụng mặt nhau ở trước cửa nhà Khoai Môn. Lúc Sơn Sơn thắc mắc về Lục Cảnh thì Lương Thần đã tự giới thiệu đó là bạn trai mình. Khoai Môn gọi Gia Vận vào bếp nấu đồ ăn, Lục Cảnh cũng đi vào theo. Gia Vận sai Khoai Môn đi mua đồ để anh nói chuyện riêng với Lục Cảnh. Gia Vận dặn dò Lục Cảnh để ý những thứ liên quan tới Lương Thần để sau này nấu ăn tránh cho vào. Khoai Môn chạy tới nhà ông bà của Lục Cảnh mách bạn gái cậu đang ở bên nhà anh. Ông bà Lục Cảnh nghe thấy cháu trai có bạn gái thì vui mừng khi anh chàng không còn mọt sách nữa. Khoai Môn gắp cá cho Sơn Sơn nhưng cô nàng lại không ăn cá. Anh ngó vào mắt cô rồi nói không ăn cá sao lại có xương cá trên mí mắt, u là trời miếng dán kích mí của người ta mà nhìn ta xương cá là sao. Ông bà của Lục Cảnh lên đồ sang nhà Khoai Môn nói là vay gạo nhưng thực chất là sang xem mặt cháu dâu. Hai ông bà đưa kính cho nhau xem cho kỹ rồi tấm tắc khen xinh với đẹp làm Lương Thần ngại. Lục Cảnh thì lo đưa ông và về nhà nói chuyện tránh để bạn gái xấu hổ. Ông Khoai Môn này cũng kín miệng ghê, hơn cái loa phát thanh. Lục Cảnh và Lương Thần ngồi chung bàn ăn cơm với mọi người nhưng lại lén nhắn tin qua điện thoại. Cô nàng còn hỏi anh chàng xem có cần qua chào hỏi ông bà chính thức hay không. Lục Cảnh nói Lương Thần không cần vội, cứ chuẩn bị quà gặp mặt trước đã. Ông bà của Lục Cảnh thì nóng vội dặn cháu trai mong chóng dắt bạn gái về nhà. Khoai Môn vẫn nhìn thấy Gia Vận chưa quên được Lương Thần, chỉ biết an ủi vài câu với người anh thân thiết. Lục Cảnh rủ Lương Thần chơi game cùng Khoai Môn và em họ anh, còn trêu cô sớm muộn cũng là người một nhà nên làm quen trước. Lương Thần vừa vào game là Lục Cảnh đã bắt em họ gọi cô bằng chị dâu ngay, quá trời quá đất rồi. Lục Cảnh gọi Thần Thần làm bạn gái anh tưởng gọi cô nên đưa tay ra, hơi quê một tẹo. Khoai Môn thấy vậy còn cố tình chọc cô nàng liền bị cô đấm cho một phát. Khoai Môn leo lên xe ngồi ghế phụ của Lương Thần bị Lục Cảnh dí súng đuổi xuống ghế sau liền. Đã thế vẫn còn nhiều chuyện đi kể, có cô gái Hồ Nam chạy tới nhà tìm Lục Cảnh chất vấn anh chàng chuyện đã có bạn gái. Lục Cảnh thẳng thắn vạch rõ ranh giới với cô gái kia nên Lương Thần rất ưng bụng với thái độ của bạn trai. Hai anh chị chơi game mà phát cơm chó hoài làm Khoai Môn bức xúc. Lục Cảnh nhận được thư mời đi du học, anh chưa nói với Lương Thần chuyện này nên cứ lén lút nghe điện thoại, thái độ cũng rất lạ. Anh đột nhiên ôm cô, để cô ngồi vào lòng mình dạy cô chơi game trông rất lãng mạn. Sơn Sơn uống say được nhân viên quán bar gọi Khoai Môn tới đón. Không biết làm sao nên Khoai Môn gọi Lương Thần tới hỗ trợ. Bà của Lục Cảnh đem canh sang cho Sơn Sơn vô tình để lộ chuyện anh sắp đi du học khiến Lương Thần khựng lại. Có mỗi cô nàng là chưa biết chuyện này nên giận Lục Cảnh bỏ về, anh gọi cũng không nghe máy. Lục Cảnh ở dưới nhà đợi Lương Thần cả đêm trong trời tuyết lạnh giá, lúc cô ra ngoài đi tập luyện cũng không thấy anh làm anh đuổi theo xe bị té ngã. Lương Thần không có tâm trạng nên tập luyện cứ bị đứt quãng, thấy Lục Cảnh tới tìm cô bơ anh luôn tiếp Lục làm việc. Khoai Môn gọi cho Lương Thần nói cả đêm Lục Cảnh không về làm ông bà rất lo lắng nên cô vội đi tìm anh chàng. Vừa thấy người yêu là cô trách móc ngay chuyện anh khiến mọi người lo lắng, thấy gương mặt của anh lại không nỡ nên tháo khăn đeo cho anh. Cô cũng nói rằng Khoai Môn đã kể hết chuyện du học là do cô hiểu lầm anh nên mới lạnh nhạt như vậy. Hai người nói chuyện với nhau rõ ràng, anh không nói với cô chuyện đi du học là do sợ cô buồn chứ không cố ý giấu cô gì cả. Anh cũng không muốn đi du học, vì điều này mà cả hai cãi nhau. Cố Phi Minh đang trang điểm thì bị bạn cùng phòng của Lục Cảnh bắt lại tra tấn bằng tất thối vì nghĩ do anh chàng làm tổn thương tới Lục Cảnh. Báo quá trời báo rồi các anh em ơi. Sơn Sơn tới tìm Lương Thần cảm ơn chuyện hôm trước đã chăm cô lúc uống say. Lương Thần tâm sự chuyện tình cảm với Sơn Sơn. Khi được hỏi sao không chọn người trưởng thành như Gia Vận, cô nói không có chút tình cảm nào nhưng khi kể về bạn trai thì lại mắt sáng long lanh miệng cười tươi rói. Lục Cảnh chạy 2 tiếng ngoài sân bóng trong tiết trời lạnh làm bạn cùng phòng của anh lo lắng nên đã gọi cho bạn gái anh tới. Lúc Lương Thần tới ai cũng ngã ngửa tưởng mình hoa mắt. Lục Cảnh còn bắt họ quay lưng lại cho anh nói chuyện riêng với Lương Thần. Anh chàng giải thích lý do bản thân không muốn đi du học, nghe rất thuyết phục.
Lương Thần cũng nói ra tính chất công việc bận rộn của một nghệ sĩ để cả hai cùng thông cảm cho nhau. Bạn của Lục Cảnh còn nhiệt tình nói tốt về cậu với đàn chị để mong hai người giảng hòa không cãi nhau nữa. Có đám bạn đáng đồng tiền bát gạo. Lục Cảnh ôm Lương Thần từ phía sau vô cùng lãng mạn, sau đó đi xe đạp chở cô về trông rất hạnh phúc. Sơn Sơn nhớ lại hôm tỉnh rượu ở nhà Khoai Môn liền gọi rủ anh đi ăn. Khoai Môn ăn mặc như đi dự lễ trao giải mà có điều ăn uống tự nhiên hơi quá khiến Greg ngại. Anh còn kéo cô chạy trêu cô là đi ăn quỵt làm cô giận dỗi nhưng thực ra trước đó anh đã thanh toán rồi. Hai người ngồi ghế mà cứ người xích vào người xích ra kết quả là Sơn Sơn ngã lăn xuống đất. Lục Cảnh tới nhà Lương Thần, lúc cô đi lấy nước cho anh thì anh xà vào ôm chặt lấy cô, khẽ đưa môi chạm lên mặt cô. Anh không đợi nổi nữa, bế cô lên hôn đắm đuối rồi ẵm trọn cô trong tay đặt lên ghế sofa tiếp tục hôn mà bị cô đẩy ra. Anh chàng còn đòi ở lại với bạn gái nhưng cô chỉ tiễn anh về rồi chúc ngủ ngon, nhìn mặt anh chàng buồn thiêu thiêu. Lục Cảnh vừa mới về ký túc là đám bạn ùa vào dò hỏi rồi nhờ vả dạy cưa cẩm người nổi tiếng. Lục Cảnh chỉ khéo léo khịa mấy anhem cố gắng nỗ lực phấn đấu. Khoai Môn xem tin tức về Lâm Kỳ kết hôn, gọi hỏi Lương Thần về Sơn Sơn và bạn trai cũ. Có lẽ anh rất tò mò về chuyện khiến Sơn Sơn đau lòng. Cố Phi Minh nhờ Lục Cảnh kéo game cho Tề Kỳ nhưng Lục Cảnh từ chối ngay vì sợ bạn gái không vui, còn khuyên cậu ta nên thừa nhận sự thật. Lúc này bạn cùng phòng của Lục Cảnh đang suy đoán chuyện Cố Phi Minh tìm Lục Cảnh vì ghen chuyện Lục Cảnh có bạn gái tốt nên hối hận. Đúng lúc Lục Cảnh quay về nên bắt khai ra sự thật. Đám bạn của anh đã không chịu nổi sự nghiêm khắc của anh nên lấy ảnh chụp lén anh với Lương Thần dọa đăng lên mạng. Lục Cảnh tới tìm bạn gái, đem thêm một đống tất thối nhờ giặt máy giặt vì bị đám bạn đe dọa. Kết quả hai người phải giặt một bao tất đem phơi. Nhóm bạn của Lục Cảnh lần đầu được ngồi ghế đối diện ca sĩ nên phấn khích, cũng nhờ ơn bạn cùng phòng xịn sò mà được hưởng ưu đãi này nên vui vẻ chụp ảnh các kiểu. Kha Kha ra tìm Lục Cảnh xin chữ ký vì hâm mộ anh đã lâu, làm đám bạn anh chàng tưởng bởi cô ra tìm họ nói chuyện. Ôi con sông quê. Lúc về Lương Thần còn mời mọi người đi ăn, mấy anh chàng thi nhau cởi áo xin chữ ký rồi vui vẻ ăn mừng, chụp ảnh kỷ niệm. Khoai Môn đóng giả người giao hàng tới tìm Sơn Sơn còn định ở lại ăn cùng nhưng bị cô đuổi khéo đi mua bánh bao. Thế mà anh vẫn xếp hàng trời tuyết lạnh thấu xương để mua cho cô, còn cẩn thận gọi điện hỏi cô muốn ăn nhân thịt hay tôm khiến cô rất áy náy. Thấy anh lạnh run cả người, áo thì đầy tuyết nên cũng để anh vào nhà. Còn hỏi anh có phải tiếp cận cô vì muốn biết chuyện của cô hay không nhưng anh nói chuyện của cô anh vốn biết hết rồi. Nhớ lại trước kia, anh từng vô tình thấy cô chơi trống hát dóc mà cảm nắng. Lúc cô say xỉn anh cũng ở bên chăm sóc chu đáo, rõ ràng là rất thích cô mà cô lại không nhận ra, còn đuổi anh rời đi. Lục Cảnh đem sữa tới cho Lương Thần, nói là tới sưởi ấm cho cô. Trời ơi ngọt ngào quá đi mất, còn làm cô nàng tưởng bở gì đó. Lục Cảnh nói với Lương Thần anh chuẩn bị tham gia cuộc thi Big Dater nên sẽ ít có thời gian dành cho cô, sợ cô nhớ anh quá nên buồn. Cô nàng còn đòi cá cược nếu ai liên lạc với đối phương trước thì thua, tóm lại thắng hay thua thì cô đều phải đi du lịch với anh. Trước khi ra về cô còn ôm chặt anh tranh thủ lúc chưa bắt đầu cá cược. Chị Tình bực tức khi Lương Thần nhường bài hát cho người khác ngay phút chót rồi cô lại phải đổi bài mới. Tuy nhiên Lương Thần vẫn muốn thử sức với ca khúc mới. Chu Châu bị Lục Cảnh bắt học lại thuật toán căn bản chuẩn bị cho thi đấu nhưng anh lại khó chịu rồi giận dỗi, cứ tình hình này thi đấu sẽ phải làm sao đây. Khoai Môn cho Sơn Sơn đi chung xe, hai người cùng nhắc tới chuyện Lương Thần đang có chút rắc rối trong việc chọn bài. Sơn Sơn hiểu rất rõ bài hát mà Lương Thần chọn sẽ rất khó phối lại. Chị Tình liên hệ người tới hòa âm phối khí cho Lương Thần nhưng không được, đang lúc gấp gáp mà cô nàng vẫn cứng đầu đòi chọn ca khúc khó đột phá bản thân khiến chị Tình bực bội. Khoai Môn đưa Sơn Sơn tới chỗ Lương Thần, khi được hỏi tư vấn thì Sơn Sơn bỗng nhiên xúc động bỏ chạy ra ngoài. Chu Châu cuối cùng cũng chịu mở miệng nhờ Lục Cảnh dạy thuật toán cho, thái độ học hỏi khác hẳn hôm qua. Khoai Môn ở trên xe cứ liên mồm nói chuyện nhưng Sơn Sơn cứ mãi im lặng nhớ về ngày trước cùng chơi nhạc với Lương Thần, tới nửa đường thì cô bỗng xuống xe bỏ đi. Năm xưa cô vì người yêu cũ mà bỏ chơi nhạc, Lương Thần khuyên mãi cô cũng không chịu nghe. Nhưng giờ đây cô bỗng tìm lại bộ trống cũ của mình, phối lại nhạc vội vã cầm tới đưa cho Lương Thần. Bản phối này sẽ gây chút áp lực nên ca sĩ nhưng Sơn Sơn nói cô tin rằng Lương Thần sẽ làm được. Lục Cảnh sau mấy đêm mất ngủ cùng Chu Châu cuối cùng cũng đã thành công hoàn thành được phần thi. Lương Thần thì vẫn đang thử sức với bản phối của Sơn Sơn nhưng cô không thể lên cao được dù đã cố gắng hát đi hát lại nhiều lần. Cô buồn bã quay về, bạn trai tới nhà bấm chuông cũng không thấy mở cửa, gọi điện thì không bắt máy. Anh lo lắng không biết cô đã đi đâu mất. Lương Thần xuất hiện trên sân khấu, hoàn thành bài hát một cách ngạc nhiên, ai nấy cũng đều hạnh phúc thay cho cô. Lương Thần cảm ơn mọi người khi đã tin tưởng cô, còn cảm động ôm chầm lấy Sơn Sơn khi không phụ lòng cô hoàn thành bài hát một cách xuất sắc. Cô cảm thấy có lỗi khi đã từ bỏ Sơn Sơn lâu như vậy nhưng giờ đây hai người đã có thể cùng nhau bắt đầu lại. Ai nấy chứng kiến cảnh này cũng đều cảm động tớt nước mắt, Khoai Môn bình thường hề hước thế mà lúc này cũng không giấu nổi cảm xúc. Lương Thần gặp lại bạn trai đã lao tới ôm anh ngay.
Nhớ lại hôm trước khi cô bất lực đã ném hết bản phối xuống nước nhưng anh chàng đã lội xuống nhặt lại cho cô, còn khuyên cô không được từ bỏ. Cũng nhờ những lời an ủi đó mà cô được tiếp thêm động lực. Hai người không này lại phát cơm chó cho con dân, hôn nhau thắm thiết. Khoai Môn thấy Sơn Sơn hôm nay thái độ rất tích cực khác thường ngày, ngỏ ý đưa cô về cũng không bị từ chối như mọi khi nữa. Lương Thần đang xếp đồ chuẩn bị đi du lịch với bạn trai thì thấy anh gửi tin nhắn tới nói nhớ cô muốn gặp ngay bây giờ. Hai người dắt nhau tới trường cùng tâm sự, thấy có bảo vệ đi kiểm tra liền vội ngồi núp xuống. Nhân cơ hội này hai anh chị lại hôn nhau một cái rồi dắt nhau đi dạo, vô tình bắt gặp Cố Phi Minh đang bị Tề Kỳ giận dỗi vì trái ngược sở thích. Anh chàng bị bạn gái bỏ rơi nhìn thấy Lương Thần và Lục Cảnh tay trong tay thì hốt hoảng bỏ chạy về báo cáo với các bạn khác biết. Lương Thần và Lục Cảnh đi du lịch, hai người đang vui vẻ trêu đùa nhau định hôn thì bụng cô kêu đói nên chỉ đành đi ăn trước. Khoai Môn vừa khen Sơn Sơn lần đầu trang điểm khi gặp anh thì cô liền chùi đi ngay. Để không khí bớt nhàm chán nên Sơn Sơn bật nhạc, ai ngờ lại đúng clip diễn kịch của cô mà Khoai Môn thường hay nghe. Trong lúc cặp đôi Lương Thần Lục Cảnh đang đi dạo chơi thì ông anh Khoai Môn lại đang đưa Grad đi picnic. Vừa dứt khỏi miệng câu hôm nay là một ngày trời nắng đẹp thì đùng một cái, trời đổ mưa to ảo ạt. Anh nhường áo cho Sơn Sơn lên xe trước còn mình thì tắm mưa dọn đồ. Sơn Sơn lấy tay vuốt tóc cho Khoai Môn khiến anh đơ người ra, miệng cười tủm tỉm. Lương Thần và Lục Cảnh cùng vẽ chân dung đối phương lên áo khoác nhưng lại thiếu hoa tay thành ra nhìn như tranh trường phái ấn tượng. Lúc ra về có người va vào Lương Thần nhận ra cô là ca sĩ nhưng Lục Cảnh đã mau chóng phủ nhận ngay. Tuy nhiên lại có một người đàn ông áo đen lạ mặt quay lại quan sát với ánh mắt kỳ lạ. Lương Thần đang chọn đồ sexy để mặc nhưng không rõ bạn trai thích kiểu nào. Cô mặc bộ đồ mà Kha Kha chọn cho rồi xịt nước hoa thơm phức làm Lục Cảnh không cưỡng lại được. Đã thế cô nàng lại còn đưa nay lên sờ trái cổ của anh nữa chứ. Lương Thần ngại ngùng khi lỡ sờ yết hầu của bạn trai, cô vội chạy ra ngoài nằm nhưng cứ khen anh quyến rũ mãi. Thấy anh ra ngoài là giả bộ ngủ, lúc anh tới chúc ngủ ngon rồi rời đi thì cô lại ngạc nhiên cho rằng mình không quyến rũ rồi đổ lỗi cho bộ đồ Kha Kha chọn. Lục Cảnh ra ngoài đứng, nhớ lại lúc có người nhận ra Lương Thần mà lo lắng sợ ảnh hưởng bạn gái. Anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó. Sơn Sơn tới tìm Khoai Môn, thấy anh bị cảm nên đưa tay lên trán kiểm tra. Thấy anh bị sốt nên cô nấu cháo cho anh, nhẹ nhàng lau tay rồi đút cháo cho anh ăn nữa. Lương Thần cảm ơn Lục Cảnh khi ở lại khách sạn cùng cô nhưng anh lại nói một câu khiến cô nghĩ sang hướng khác, ở khách sạn làm gì cũng tiện anh thích lắm, ngại quá đi mất thôi. Buổi tối Lương Thần uống rượu, mang đồ ngủ sexy múa trước mặt Lục Cảnh rồi buông áo khoác ngoài nhưng anh chàng lại không nhìn cô mà cứ mải mê uống rượu. Thấy cô thất vọng khoác áo và buồn bã anh vội chạy tới ôm cô hôn đắm đuối. Sáng hôm sau Lục Cảnh dậy sớm chống cằm ngắm bạn gái ngủ rồi cười không khép được miệng. Lương Thần tỉnh dậy thấy vậy liền ngại ngùng. Hai người vô cùng tận hưởng chuyến du lịch riêng tư với nhau một cách hạnh phúc. Bỗng chị Tình gọi tới nói có người chụp được ảnh cô nắm tay Lục Cảnh dạo phố, có lẽ cô cần phải về để xử lý tình hình. Lục Cảnh biết bạn gái có công việc nên để cô về cho thoải mái. Dù không ở cạnh nhau nhưng hai người vẫn gọi điện cho nhau để an ủi. ARNH chụp của hai người bị tung lên mạng, thông tin của Lục Cảnh cũng bị điều tra ra. Gia Vận tới tìm Lương Thần xem có giúp được gì hay không thì bất ngờ nhận được tin bà của Lục Cảnh bị thương nên anh lại đưa cô tới bệnh viện. Ông bà chưa gì đã nhận cháu dâu rồi dặn dò Lục Cảnh chăm sóc bạn gái thật tốt, chuyện ở ngoài kia không cần bận tâm đến. Lúc về nhà, Lục Cảnh nói với Lương Thần anh muốn công khai tình cảm, cả đời này ở bên cô đường đường chính chính, cả hai sẽ cùng nhua đương đầu với mọi thứ. Lục Cảnh vì quá căng thẳng mà lên livestream nói trước quên sau. Lương Thần đã chủ động giới thiệu và thừa nhận tình cảm của bản thân, cũng nhờ đó mà Lục Cảnh biết nói thêm nhiều điều hơn. Trên livestream mọi người bình luận rất tích cực, đa số là chúc mừng hạnh phúc cho hai người. Tề Kỳ tới chỗ Cố Phi Minh tưởng hàn gắn mối quan hệ, ai ngờ anh chàng lại vô tri nhắc tới chuyện mình không nhìn lầm Lương Thần và Lục Cảnh ở bên nhau khiến cô tức giận sút anh một cái rồi bỏ đi. Khoai Môn xem video của Lương Thần và Lục Cảnh công khai quan hệ yêu đương nên đã tới tìm Sơn Sơn vốn là để tỏ tình nhưng căng thẳng quá nên lại nói thành cảm ơn cô. Khoai Môn cứ ấp úng mãi không nói được lời tỏ tình, cuối cùng vẫn chỉ là đưa vé mời Sơn Sơn đi xem kịch khiến cô hụt hẫng. Cô tức giận liền đuổi anh về luôn. Lương Thần cứ xem video của mình với bạn trai rồi cười thích thú như phát cẩu lương cho chị Tình và Kha Kha. Sơn Sơn sau khi xong việc đã âm thầm tới xem kịch của Khoai Môn, một cô gái thấy cô còn nói Khoai Môn rất thích cô. Nếu biết cô tới xem anh diễn kịch chắc chắn sẽ rất vui nhưng khi hỏi ra mới biết cô gái này lại chính là bạn gái cũ của anh. Lương Thần về nhà thấy bố mẹ đã ở sẵn trong nhà cô, mẹ còn liên tục trách khi cô có bạn trai liên tục lên hot search mà không nói cho gia đình biết. Lương Thần vội gọi cho Lục Cảnh nhưng anh đang xách đồ nên không nghe máy được. Trong lúc mẹ cô liên tục chất vấn cô thì Lục Cảnh đã tới cửa, bố cô nàng ra mở cửa tay vẫn còn cầm dao. Vừa thấy anh chàng mẹ vợ tương lai đã nở nụ cười ưng ý, nãy còn nằng nặc cấm cản con gái yêu người kém tuổi mà giờ có vẻ như ưng quá rồi vì quá đẹp trai. Lục Cảnh sau khi giới thiệu về bản thân với mẹ vợ tương lai thì ra bếp phụ bố vợ nấu cơm.
Anh chàng ra vẻ học hỏi kỹ món thịt kho tàu của ông khiến ông cuối cùng cũng chịu trò chuyện thân thiết hơn với anh. Lương Thần thay đồ xong ra ăn cơm thì ngạc nhiên khi biến thành con gái nuôi, bố mẹ cô chỉ chăm chăm gấp đồ ăn cho con rể tương lai mà không ngó lấy cô một chút. Khoai Môn sau khi diễn xong nghe tin Sơn Sơn có tới xem kịch thì vội chạy đi tìm cô ngay. Anh còn nói hôm nay chỉ đợi mỗi cô tới, rủ cô cùng đi ăn xiên nướng. Lục Cảnh tắm xong còn nhõng nhẽo đòi Lương Thần sấy tóc cho. Hai người cứ thế trêu đùa nhau vô cùng hạnh phúc. Bạn trai cũ bất ngờ nhắc tới Sơn Sơn trên truyền hình, còn nói muốn cô quay lại sự nghiệp ca hát khiến cô bỗng chốc bật khóc vung tay làm vỡ đồ. Khoai Môn chạy tới tìm cô, nhìn thấy đồ trong nhà vỡ trên sàn rồi cả thái độ lạ lùng của cô mà thắc mắc không biết cô bị làm sao. Sơn Sơn cứ đuổi Khoai Môn đi mãi nhưng anh lại lang thang đi mua bánh bao cho cô, còn gọi điện hỏi xem cô muốn ăn nhân nào mặc cho người bán và những người xếp hàng phía sau đang hối. Lần này Khoai Môn cũng đội tuyết lạnh giá đi xếp hàng mua bánh bao cho Sơn Sơn sau đó về cẩn thận dọn đống đồ đổ vỡ trên sàn nhà. Sơn Sơn vừa ăn vừa khóc chỉ trích người yêu cũ là kẻ đã ăn trộm ước mơ và tình yêu của cô. Lương Thần bị dụ vào livestream của Lục Cảnh, lại còn thản nhiên thể hiện tình cảm nhớ nhung mà không hề hay biết cư dân mạng đang xem nhiệt tình. Ngại quá đi mất thôi. Khoai Môn lục tìm chiếc điện thoại cũ rồi vui mừng như nhặt được vàng. Sơn Sơn nấu ăn mà đồ khét cháy không nuốt nổi chỉ đành đem đổ thùng rác. Lúc này Khoai Môn tới cho cô xem một đoạn video trước kia cô chơi trống, chơi nhạc. Anh phát hiện ra cô bị người ta đạo nhạc nên mới đem video tới cho cô. Anh cũng khuyên cô bước ra khỏi quá khứ đau buồn. Sơn Sơn bỗng nhờ anh dạy nấu ăn cho cô, có lẽ cô đã dũng cảm vượt qua rồi. Bà nội mua toàn đồ bổ làm quà cho cháu dâu rồi gửi Lục Cảnh đem cất. Lương Thần nhắn tin cho Lục Cảnh bảo anh chọn bài. Ai cũng thắc mắc tại sao cô chọn bài hát tầm thường như thế. Sau khi thể hiện xong ca khúc, cô còn phát biểu cảm nghĩ của mình khi chọn bài hát này vì bạn trai của cô thích. Vừa thấy Lục Cảnh là Lương Thần lao tới ôm hôn, còn bị bố anh nhìn thấy nữa. Chưa gì bố chồng đã nhận con dâu ngay rồi, còn chụp hình hai con lại gửi cho vợ xem. Lục Cảnh còn không ngại khoe vết son môi được hôn trên mặt, quá trời là dễ thương rồi. Lương Thần lo sợ khi gia đình nhà bạn trai học giỏi quá cô bị lép vế, nhỡ đâu bị cho bộ đề toán cao cấp thì cô chịu thua ngay. Anh chàng chuẩn bị bánh kem chúc mừng bạn gái khi kết thúc cuộc thi. Vừa đẹp trai vừa tinh tế như này thì ai mà chịu được. Đã thế hai anh chị còn liên tục phát cơm chó, trao cho nhau nụ hôn bánh kem ngọt ngào. Lục Cảnh đạt giải nhất cuộc thi quốc tế Big Data khiến ông bà vô cùng tự hào. Lương Thần ở trên máy bay cũng gọi điện chúc mừng bạn trai, anh chàng còn gửi hết tiền thưởng thi đấu cho cô nàng, tự giác nộp lương cho vợ. Gặp nhau ở sân bay Lương Thần đu ngay lên người bạn trai ôm chặt, rõ là anh nói không tới sân bay đón cô mà lại xuất hiện, hóa ra là anh cùng với bố đến đón mẹ về. Hai bên gia đình tổ chức gặp mặt, nói chuyện ăn uống vui vẻ vô cùng hợp ý. Mẹ của Lục Cảnh còn gọi Lương Thần ra tặng quà riêng một sợi dây ngọc trai. Mọi người thi nhau lấy điện thoại ra chụp hình cặp đôi, ai nấy cũng đều vui vẻ hiện rõ sự hạnh phúc trên gương mặt. Lục Cảnh năn nỉ Lương Thần tới dự lễ tốt nghiệp của anh và chụp ảnh kỷ niệm. Cô nàng sau đó còn in ảnh ra rồi kêu anh viết vài lời ở phía sau để lưu giữ khoảnh khắc. Sơn Sơn đem mèo sang gửi nhà Lương Thần, Lục Cảnh biết Khoai Môn thích Sơn Sơn nên nói dối cô sắp sang nước ngoài nên tặng mèo lại cho anh và Lương Thần. Khoai Môn nghe xong vội vã đuổi theo cô nhưng cô đã lên xe đi mất. Đột nhiên cô nàng lại xuất hiện trước mặt anh khiến anh ngỡ ngàng. Anh lấy cớ cô lấy bút lông của anh đi mất nên mới đuổi theo đòi lại. Sơn Sơn nói thẳng ngay, nếu anh không nói thích cô thì cô sẽ đi mất khiến anh nói ra rồi vội nghĩa che mặt. Cô tiến tới đưa tay nựng má anh đầy ngọt ngào rồi bỗng bộc một cái, cô nói tuần sau cô về rồi quay lưng đi miệng cười tủm tỉm. Anh chàng vui quá cười toe toét nói sẽ đợi cô về rồi đón cô. Lục Cảnh đi nước ngoài nửa năm để học trao đổi, dù ở xa nhau nhưng anh và Lương Thần vẫn luôn thường xuyên trò chuyện và gửi quà cho nhau. Lúc quay về Lục Cảnh tình cờ đi chung chuyến bay với Gia Vận, anh chàng còn chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn đợi khi quay về sẽ vào việc ngay. Máy bay gặp phải tình tiết xấu, Lương Thần tới sân bay đón Lục Cảnh mà trễ nửa tiếng vẫn chưa hạ cánh. Cô lo lắng gọi cho anh mà không được. Máy bay rung lắc làm rơi cả hộp nhẫn trên tay Lục Cảnh xuống, Lương Thần thì đang cầu nguyện lo lắng tới rơi nước mắt. Cũng may mà không sao, máy bay hạ cánh thành công. Vừa gặp lại nhua là hai người vội vã ôm chầm lấy nhau. Có lẽ ở thời khắc sinh tử mà họ càng thêm trân trọng nhau hơn, một nụ hôn lãng mạn ở sân bay khiến cho không khí trở nên lãng mạn. Lục Cảnh quỳ xuống cầu hôn Lương Thần ngay tại đó vì đã không chờ được nữa. Mọi người chứng kiến ở đó đều vui thay cho cặp đôi, Gia Vận cũng nở một nụ cười khi người anh thương giờ đây đang rất hạnh phúc. Lương Thần đọc được lá thư mà Lục Cảnh chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu xảy ra, cô xúc động khóc nức nở trước tình yêu của bạn trai dành cho mình. Sơn Sơn khi nghe công bố mình đạt giải nữ phụ xuất sắc nhất thì bỗng bỏ đi, Khoai Môn cùng nắm tay cô bỏ chạy tới sân khấu ca nhạc, cô đánh trống, Lương Thần hát. Tất cả chìm đắm vào ca nhạc, Lục Cảnh cũng lên góp giọng một chút. Bộ phim kết thúc bằng một cái kết rất đẹp, ai nấy cũng có được sự hạnh phúc cho riêng mình.